Chàng rể trường sinh, Đinh Dũng. Tập 16. Đinh Dũng có thể cảm nhận được sự thay đổi trong ánh mắt của thủ lĩnh đội thương nhân, nhưng anh không hề thấy anh ta có ác ý gì nên không nghĩ nhiều, bắt đầu trò chuyện với những người còn lại với ý định tìm thêm chút thông tin có ích. Cả đám đàn ông thô kệch này quả thực hiểu biết rất nhiều. Nói tới rất nhiều chuyện hiếm gặp, nhưng Đinh Dũng nghe hồi lâu mà vẫn chưa nghe ra được thông tin mình cần. Đương lúc anh định tìm cớ đi lại một chút thì đột nhiên một người đàn ông trong số đó nói giọng thần bí, tôi mới phát hiện ra một chuyện hiếm có. Mọi người có nhớ một thôn mà lúc chúng ta đi vẫn ở bên ngôi miếu cũ này không? Thôn gì, có người hỏi lại. Hi hi, chính là cái thôn gần miếu ấy. Lúc chúng ta đi thì thôn đó còn đang yên lành, nhưng hai ngày trước chúng ta về, đi qua đó, mọi người có biết có gì xảy ra không? Người đàn ông tỏ ra thần bí đợi người khác hỏi mình. Có điều dường như những người khác đều biết anh ta thích tỏ ra thần bí nên một người tuổi lớn hơn một chút để râu quai nón mới khoát tay, nói tiểu tử, rốt cục là thế nào, mau nói đi. Hi hi, nghe người đàn ông để râu quai nón nói vậy, anh ta mới bật cười, gãi đầu, mọi người không phát hiện ra lần này khi chúng ta quay về, cái thôn đó đã biến mất rồi sao? Không còn dấu vết gì nữa, giống như chưa từng tồn tại vậy, chỉ còn lại phần đất trống huếch hoác. Mọi người nói có lạ hay không, nói tới đây, anh ta hào hứng thấy rõ. Nghe vậy, mặt Đinh Dũng trông kỳ lạ hẳn, cái thôn mà anh ta nói hình như là thôn mà Đinh Dũng ở trước đó. Nghĩ tới đây, Đinh Dũng lại nhìn sang Tư Thần Phi, nhận ra mặt Tư Thần Phi có vẻ khác thường. Anh Đinh, không ngờ trận pháp của anh lại lợi hại đến vậy, Tư Thần Phi dù có nghe qua Đinh Dũng đã lập trận pháp trước đó nhưng cậu ta là một thành viên trong thôn. Lại chưa từng trải nên lúc này vừa nghe vậy đã hào hứng hẳn. Trận pháp đó quả nhiên là có thể lừa được người ngoài. Mọi người nghe thấy chưa? Gần đây tuyết quái ngày càng nhiều, người đàn ông kia thấy những người còn lại không để ý đến mình thì lập tức đổi chủ đề. Nghe vậy, người đàn ông để râu quai nón mới cau mày, thở dài nói, tuyết quái ngày càng nhiều, đường chúng ta đi cũng sẽ gian khổ hơn. Anh nói xem sao chúng ta vẫn chưa tìm thấy mấy thứ quả đó nhỉ, một người thanh niên khác vò đầu lên tiếng. Rõ ràng những năm gần đây, thành viên đội thương nhân ra ngoài làm ăn nên hiểu biết nhiều hơn về tuyết quái. Bọn họ đã biết tuyết quái vì ăn một vài loại quả đặc biệt nên mới tiến hóa. Điều này khiến Đinh Dũng không khỏi thắc mắc, các anh có biết tuyết quái sinh ra thế nào không? Đương nhiên rồi. Thành phố Lôi Nhĩ chúng tôi phát ra thông báo tuyết quái vì ăn loại quả dị biến nên mới thay đổi khác thường. Loại quả này cũng có tác dụng với con người cho nên mới có người bỏ ra khoản tiền lớn để hòng có được nó. Nghe Đinh Dũng hỏi, người đàn ông kia hăng hái, đắc ý nói, có điều loại quả này quá hiếm, cho dù có được thì ai mà nỡ bán nó đi, chắc chắn sẽ để mình dùng. Đúng vậy, ăn nó xong thì có thể tiến hóa dị hóa, có thể có được sức mạnh vô cùng. Vì dù sao thì chỉ cần đủ mạnh thì mới có thể sinh tồn lâu dài. Chỉ có kẻ ngốc mới bán một thứ tốt như vậy đi, nói tới đây, người đàn ông kia bất lực lắc đầu, cười khổ, và lại ông trời cũng không công bằng với chúng ta, rất khó có người tìm được loại quả đó. Phần lớn đều bị dã thú ăn rồi. Đinh Dũng không để ý tới những lời nói của người đàn ông đó lắm mà lại nhớ tới cái cây trong túi đựng đồ của anh. Anh hỏi, nếu như là một cái cây dị thường thì đáng giá bao nhiêu tiền ạ? Đinh Dũng dứt lời, mọi người đều thẫn thờ. Từng ánh mắt đổ dồn nhìn Đinh Dũng. Người đàn ông để râu quai nón hỏi bằng giọng ngờ vực, đáng bao nhiêu tiền? Cậu cũng không phải không biết chỗ chúng tôi thì tiền cũng không có tác dụng mấy đâu, đáng giá nhất vẫn là lương thực. Đừng nói là một cái cây dị thường, cho dù là quả dị thường thì đều có thể đổi được rất nhiều lương thực, và lại còn là những đồ có giá trị. Khụ khụ, Đinh Dũng ho hắng một tiếng, nghĩ tới lương thực cạn kiệt ở Bắc Cảnh. Một loại quả khác thường mà có thể đổi được bao nhiêu lương thực như vậy thì có thể nhận ra giá trị của loại quả đó còn cao hơn so với tưởng tượng. Thế mà trước đó anh còn lấy một quả cho chuột ăn, đó khác gì mất đi bao nhiêu lương thực. Đúng là lãng phí, biết trước như vậy thì ban đầu Đinh Dũng không thử nghiệm cho chuột ăn rồi. Sau đó, mọi người nói sang chuyện khác, nói ra không ít những chuyện thú vị. Đói thì ăn thịt, khát thì uống rượu, mãi tới đêm muộn tất cả mới ngủ say đi. Thấy Tư Thần Phi cũng ngủ rồi, Đinh Dũng mới đứng dậy đi ra khỏi miếu nhìn lên những bông tuyết xinh đẹp trên bầu trời kia. Anh rút điện thoại ra nhìn. Từ sau khi vào Bắc Cảnh, điện thoại anh chẳng có lấy tín hiệu. Đinh Dũng thật sự không ngờ nổi một vùng đất rộng lớn thế này mà đến sóng điện thoại cũng không có.
Người ở đây vẫn duy trì truyền thống từ thời xưa, điều này quả thật khiến Đinh Dũng phải bất ngờ. Trong nhận thức của anh, thế giới này đã sớm bước sang trang sử mới, bước vào thời kỳ hiện đại. Ai mà ngờ nổi thế kỷ 21 mà lại có một vùng lạc hậu đói nghèo như Bắc Cảnh. Cũng không biết Hàn Phương Nhiên ở nhà thế nào rồi, Đinh Dũng lắc đầu định quay người đi vào trong thì đột nhiên cau mày nhìn về phía xa. Lúc này, thủ lĩnh đội thương nhân ngồi trong miếu mở trừng mắt. Anh ta không làm ồn tới những người khác, một mình lao như mũi tên ra tới cửa miếu, cau mày nhìn ra ngoài. Cảm nhận được có gì đó khác thường, cả hai người đưa mắt nhìn nhau và đều tỏ ra kinh ngạc. Đinh Dũng bất ngờ vì kể cả là thực lực như anh thì mới chỉ cảm nhận được chút động tĩnh bên ngoài miếu, thế mà một người đàn ông trông hết sức bình thường lại cũng cảm nhận được điều bất thường. Thủ lĩnh đội thương nhân cũng không khỏi ngỡ ngàng. Anh ta may mắn, từng ăn quả dị biến kia nên không những tiến hóa và có khả năng đặc biệt mà đồng thời cũng có ngũ quan hết sức nhạy bén. Đinh Dũng có thể phát hiện ra điều bất thường trước anh ta khiến anh ta không khỏi nheo mắt lại nhìn. Có điều hai người còn chưa ai lên tiếng gì thì bên ngoài miếu đột nhiên vang lên từng âm thanh trầm bổng kéo dài. Mọi người dậy cả đi, thủ lĩnh Trần Phong biến sắc, lập tức hạ giọng, bên ngoài có bất thường, lập tức cảnh giác. Trần Phong dứt lời, đội thương nhân vốn dĩ đang ngủ say thì lúc này người nào người nấy tỉnh ngay lại, nhanh chóng ra cửa, tốc độ không khác gì quân nhân được rèn luyện gắt gao. Đây không phải là bản năng khi trải qua huấn luyện mà có được, mà do quanh năm luôn phải đối mặt giữa sự sống và cái chết nên tôi luyện ra được bản năng này. Là thành viên đội thương nhân, bọn họ luôn luôn phải đối mặt với nguy hiểm rình rập bất cứ lúc nào. Anh Phong, có chuyện gì vậy? Cả đám người đứng ở cửa, nhìn ra ngoài với con mắt cảnh giác. Người đàn ông để râu quai nón lớn tuổi hơn một chút cau mày, hỏi, bên ngoài xảy ra chuyện gì vậy? Bên ngoài có một đám tuyết quái. Trần Phong nhìn chằm chằm vào màn đêm đen bên ngoài ngôi miếu cũ. Tuyết quái, bên ngoài sao lại, nghe Trần Phong nói vậy, người đàn ông để râu quai nón thẫn thờ một lát, sau khi anh ta phản ứng lại thì mặt mày đã thay đổi hẳn, cái gì? Một đám. Không sai, tôi có thể cảm nhận được bên ngoài có ít nhất mười mấy tiếng chân bước. Nếu như là tuyết quái bốn chân chạm đất thì ít nhất cũng phải có 10 con, Trần Phong gật đầu, trong ánh mắt mang sát khí đằng đằng. Anh ta nhìn đám người rồi lại nhìn sang Đinh Dũng, nói, đây là lần đầu tiên tôi thấy tuyết quái chủ động tìm người. Đúng vậy, sao có thể như thế được? Trước đây tuyết quái thấy người không phải đều đi đường vòng sao, những người khác cũng hoang mang thấy rõ. Mặc dù bọn họ có mười mấy người, và lại người nào người nấy thân thủ đều không tồi nhưng nếu có 10 con tuyết quái thì không phải là sức mạnh mà người thường có thể ngăn cản được. Trong số tất cả những người này thì chỉ có thực lực của Trần Phong là trên tuyết quái còn những người khác đều là người bình thường. Kể cả có học qua chút võ công thì cũng rất khó địch lại nổi đám tuyết quái đã tiến hóa này. Mọi người không phải hoang mang. Chúng ta cứ ở trong miếu, chúng không dám xông vào đâu. Trần Phong nhìn ra bên ngoài, vẻ mặt nghiêm trọng thấy rõ, chỉ cần đợi đến khi trời sáng thì những con tuyết quái này chắc chắn sẽ bỏ đi. Thế nhưng Đinh Dũng lại không nghĩ vậy. Nghe Trần Phong nói thế. Anh nghĩ ngay đến con gấu trắng điên cuồng mà anh gặp ở trong thôn lúc trước. Theo như lời Trần Phong nói, tuyết quái chưa bao giờ chủ động tìm con người vì bọn chúng sợ con người. Thế nhưng con gấu trắng trước đó hoàn toàn đi lại với nhận thức thông thường. Lúc này, bên ngoài có cả chục con tuyết quái tìm đến tận nơi thì nó lại không phù hợp với lý thuyết bình thường nữa. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Cẩn thận vẫn hơn, châm lửa để sáng thêm đi. Dã thú bình thường rất sợ lửa, Đinh Dũng nhìn đống lửa sắp tàn mà cau mày, vả lại, tôi thấy hành vi khác biệt của đám tuyết quái này không đơn giản vậy đâu. Không được, đám tuyết quái này đã không còn như trước nữa. Sau khi tiến hóa, thực lực của chúng không chỉ mạnh lên mà đến cả trí khôn cũng hơn trước. Ánh lửa không chỉ không thể khiến chúng bỏ đi, thậm chí rất có khả năng khiến chúng tức giận mà công kích chúng ta, nghe Đinh Dũng nói vậy, Trần Phong lại tỏ thái độ khác. Anh ta nhìn Đinh Dũng. Nói, người anh em, không phải tôi không tin cậu mà đây là kinh nghiệm mà tôi tích lũy được sau nhiều năm bôn ba. Nói rồi, anh ta lại nhìn những người khác, dặn dò, mấy người đi một vòng trong miếu xem còn chỗ nào khác có thể dẫn vào đây không, nếu có thì lập tức bít lại. Vâng, người đàn ông để râu quai nón lập tức gật đầu, dẫn theo mấy người đi vào trong miếu. Nếu như có người đứng trên nóc miếu nhìn xuống thì nhất định sẽ bị cảnh tượng bên ngoài làm cho thẫn thờ. Trên mặt đất đầy tuyết bên ngoài ngôi miếu cổ, có cả chục con sói trắng không ngừng đi vòng quanh ngôi miếu, chốc chốc lại nhe nanh nhìn về phía miếu,
chỉ trực xông vào trong. Ở giữa đàn sói có một con sói trắng to hơn hẳn những con sói khác và là sói đầu đàn. Con sói này có bộ lông trắng, đó là ưu điểm khi xuất hiện trên nền tuyết trắng, khiến nó càng không dễ bị người ta phát hiện. Nó đứng ở phía xa nhìn chằm chằm ngôi miếu, trong ánh mắt rõ vẻ tôi độc, nhưng từ đầu tới cuối nó lại không hề di chuyển bước chân mà như đang chờ đợi điều gì đó. Thời gian cứ thế dần trôi đi, đàn sói cứ thế đi quanh ngôi miếu mà không hề tấn công. Đám người phía người đàn ông râu quai nón đi quanh ngôi miếu một vòng, sau khi xác định có một lối vào thì tất cả đều cầm vũ khí canh ở cửa. Bên trong lùm cây ngoài ngôi miếu, mười mấy con ngựa lông dài đi lại bất an như cảm nhận được mối nguy hiểm rình rập. Nếu không phải chúng đã bị cột lại thì e rằng đã bỏ chạy vì sợ hãi từ lâu rồi. Xem ra bọn chúng cũng không dám khinh suất tấn công, thấy đám tuyết quái chưa tấn công vào, Trần Phong thở phào một hơi. Nếu thật sự đánh với chúng thì những người đi theo anh ta chưa chắc đã là đối thủ của chúng vì sau khi chúng tiến hóa thì thực lực đã mạnh hơn rất nhiều. Khoảng cách này căn bản không phải là kỹ năng tốt là có thể bù đắp được. Đám xúc sinh này rốt cục muốn làm gì, người đàn ông để râu quai cau mày, lòng thấp thỏm mãi không yên. Những người còn lại nghe Trần Phong nói vậy thì bất giác cùng thở phào một hơi, người nào người nấy nhìn Trần Phong với vẻ mặt cung kính bội phần. Người đàn ông hay thích giả bộ kia cười sởi lời, có đại ca ở đây, đám xúc sinh này còn dám thế nào chứ? Không sai, chỉ cần có đại ca ở đây thì nguy hiểm gì cũng có thể từ hung hóa cắt cả, cả đám người nhẹ lòng hơn, giơ ngón tay cái tỏ vẻ tán thưởng. Thấy đám người nói vậy, Trần Phong cười đắc ý, tâm trạng thấp thỏm cũng nhẹ vơi đi phần nào. Xem ra anh ta nghĩ nhiều rồi, đám xúc sinh bên ngoài căn bản không dám vào đây đâu. Để lại hai người canh cửa. Những người còn lại đều đi vào nghỉ ngơi đi, Trần Phong khoát tay, bảo mọi người quay về. Thế nhưng Đinh Dũng lại không hề di chuyển. Anh nghĩ ngợi một hồi, vẫn thấy việc này không hề đơn giản như vây. Mười mấy con sói không tấn công nhưng cũng không bỏ đi thì có vẻ như chúng đang chờ đợi gì đó. Không được, tôi vẫn thấy việc này không đơn giản như vậy. Một khi đàn sói bên ngoài xông vào mà chúng ta đều nghỉ ngơi cả thì sẽ không kịp phòng bị. Nhất định sẽ tổn thất nặng nề, Đinh Dũng nhìn đám người phía Trần Phong, nói. Anh không muốn ngay vào đêm mình gia nhập vào nhóm thương nhân này đã bị đàn sói trắng xé xác tơi bời, và lại theo như kinh nghiệm và trực giác của anh thì đàn sói này đã đến, chắc chắn không chỉ tỏ ra oai hùng mà nhất định sẽ có hành động thực tế. Người anh em, tôi thấy cậu bị đám tuyết quái kia dọa cho sợ rồi phải không, Trần Phong cau mày, mặt mày không mấy tự nhiên. Một người đàn ông bên cạnh anh ta bật cười mỉa mai. Chúng tôi vừa canh cửa lâu như vậy mà đám tuyết quái này không có động tĩnh gì, chắc chắn vì sợ đại ca nên không dám vào rồi. Đúng vậy, cậu không hiểu thì đừng nói bừa. Đại ca của chúng tôi nói không sao thì là không sao, một người khác lập tức thêm lời, nhìn Đinh Dũng với vẻ mặt khó chịu. Đại ca của chúng tôi là người theo võ đạo, cảnh giới võ học đại sư, có đại ca ở đây thì đám tuyết quái kia sao dám xông vào. Khi mấy người còn đang tranh luận, gió tuyết bên ngoài ngày càng lớn. Vầng trăng lưỡi liềm mờ ảo cũng dần bị mây đen che khuất, sắc trời càng thêm ảm đạm, cô quạnh. Đúng lúc này, một tiếng hú dài vang lên từ bên ngoài miếu, ngay sau đó, cả đàn sói thi nhau hú. Hỏng rồi, nghe thấy tiếng hú dài, người đàn ông để râu quai nón mặt mày biến sắc, lập tức rút ngay con dao dài và khẩu súng bạc sắt ở hông. Đương lúc người đàn ông này sờ vào khẩu súng thì đàn sói đã xông ngay vào trong đám người. Những người khác bao gồm cả Trần Phong đều không kịp phản ứng lại, cứ thế để đàn sói lao vào trong miếu. Păng, 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 liên tiếp ba phát súng vang lên, một con sói trắng xông về phía người đàn ông để râu quai nón chúng ngay ba phát đạn rồi cứ thế ngã vật ra đất. Chết đi, người đàn ông để râu quai nón vừa né tránh, vừa cho tay vào cò súng. Mặc dù uy lực của khẩu súng rất mạnh nhưng đạn cũng chỉ có vài viên, chẳng mấy chốc đã bị người đàn ông râu quai nón dùng hết. Còn đám sói lại giống như không có số lượng cuối cùng, chen nhau lao vào ngôi miếu. Trong đó có 10 con sói trắng, thân hình to lớn, chốc chốc lại nhe bộ nanh sắc nhọn, cặp mắt khát máu. Chúng vừa lao vào đám người đã cắn mất vài người. Păng, 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 lại có người dùng súng nhưng sau đó lại chìm trong đàn sói kia. Mặc dù bắc cảnh cũng có sự tồn tại của vũ khí nhưng phần lớn người ở đây đều không có được vũ khí nóng cho nên vũ khí với lực sát thương cao nhất đều nằm trong tay hai người đứng đầu thành trì nơi này. Chỉ có hai khẩu súng mà lại sắp hết đạn đến nơi. Người đàn ông để râu quai nón vừa né người vừa rút con dao dài ra, định chém giết bầy sói,
nhưng đàn sói cũng thật quá nhạy bén, không chỉ trên phương diện khứu giác mà trên các phương diện khác thì đàn sói này cũng đều mạnh hơn bọn họ. Giết, dậy hết cho tôi, giết sạch lũ súc sinh này, đột nhiên bị đánh úp nên Trần Phong cũng cứng đơ mặt. Khi anh ta phản ứng lại thì đàn sói đã lao vào rồi. Có điều Trần Phong cũng không hổ là người có thực lực mạnh. Sau khi phản ứng lại, anh ta lập tức tung ra một đòn khiến con sói trắng phải đau đớn. Đám sói trắng đã tiến hóa cũng chẳng phải đối thủ của anh ta. Đối diện với những con sói trắng với cơ thể săn chắc, Trần Phong chỉ cần vung một đao đã có thể giết luôn một con trong số đó. Cảnh này khiến những con sói khác phải run sợ, thành viên đội thương nhân cũng bắt đầu phản ứng lại, dần dần nắm được quyền làm chủ. Thế nhưng 10 con sói kia vẫn là mối hiểm họa rất lớn. Một mình Trần Phong đối đầu với một con sói thì có thể giết thế nào cũng được, nhưng đối diện với cả chục con sói thế kia thì anh ta cũng chỉ có thể né tránh, bị truy đuổi đến mức hoang mang mà bỏ chạy. À, đúng lúc này, bên trong ngôi miếu đột nhiên vang lên tiếng kêu thất thanh. Đinh Dũng lập tức nhận ra tiếng hét này là của Tư Thần Phi. Anh không hề do dự, cứ thế lao như mũi tên vào trong miếu. Thấy Tư Thần Phi đang dần dần bị ép gần con sói, Đinh Dũng nhanh chóng tung đòn đạp. Bịch một tiếng, con sói kia bị Đinh Dũng đạp bay ra khỏi đó. Cậu không sao chứ? Đinh Dũng kéo Tư Thần Phi lên, cau mày hỏi. Tư Thần Phi vội lắc đầu, mặt mày hãy còn sợ hãi nhìn xung quanh, vội hỏi, anh Đinh, giờ phải làm sao? Cậu mau trốn đằng sau mấy pho tượng, cho dù xảy ra chuyện gì cũng không được ra ngoài. Đinh Dũng chỉ vào mấy pho tượng cũ kỹ kia, tự lo cho mình, không cần lo cho tôi. Nói rồi, Đinh Dũng túm lấy tay Tư Thần Phi, quăng mạnh về sau. Mau, mau lùi, người đàn ông để râu quai nón cầm con dao dài đi lại giữa đàn sói. Mỗi một đao chém ra mang theo uy thế sát phạt quyết đoán. Sau khi chém chết vài con sói, anh ta đối đầu với một con sói trắng trong đó. Nghe tiếng anh ta, những thành viên trong đội thương nhân mới tụ tập lại. Lùi về sau, coi như ổn định thế cục. Thế nhưng lúc này Trần Phong lại bị 7, 8 con sói bao vây, nhất thời không thể thoát thân, còn người đàn ông râu quai nón cũng bị một con sói với thân hình rắn chắc nhìn chằm chằm, cuộc chiến giữa hai bên vô cùng căng thẳng. Chết đi, cả đám súc sinh, đúng lúc này, ở cửa ngôi miếu xuất hiện ánh sáng, trên cánh tay của Trần Phong có thêm vết máu. Anh ta cầm dao đấu lại với con sói còn trong lòng bàn tay còn lại lại vang lên âm thanh tiếng sét đánh. Ngay sau đó dòng điện khủng khiếp bắn ra khỏi lòng bàn tay Trần Phong. Uy lực của dòng điện được phóng ra khiến một con sói trong số đó không kịp né tránh. Re re re, âm thanh dòng điện xuyên qua khiến toàn thân con sói kia lóe lên màu xanh. Nó rú rít kêu lên thảm thiết, ngay sau đó thì ánh sáng kia biến mất. Trần Phong một mình quỳ gối trên đất, thở hồng hộc. 7, 8 con sói chỉ còn lại 2 con. Và lại 2 con này lại vì đứng cách anh ta quá xa nên không bị đánh trúng. Những con sói khác đều bị thương với mức độ nặng nhẹ khác nhau. Con sói trắng bị đánh trúng cứ thế ngã vật ra đất co giật liên hồi, lông đều bị đốt cháy không còn ra hình dạng. Một mùi thịt nướng bốc lên. Đại ca thật uy phong. Chỉ cần có đại ca ở đây thì chúng ta nhất định sẽ không sao. Thấy Trần Phong sử dụng khả năng đặc biệt đánh tan đàn sói, những thành viên đội thương nhân cảm kích vô cùng, bọn họ lại có thêm hy vọng mới. Trần Phong nở nụ cười. Mặc dù một ngày anh ta chỉ có thể sử dụng khả năng đặc biệt này trong một lần, và lại mỗi lần thi triển nhiều sức nhưng uy lực thì gần như vô địch. Kể cả những con sói đã được tiến hóa thì cũng sẽ bị giết trong chốc lát. Thế nhưng trong lòng mọi người vừa có thêm hy vọng thì liền nghe thấy tiếng hú dài vang lên. Ngay sau đó, bọn họ liền trông thấy một con sói trắng khổng lồ bước đi oai hùng về phía này. Con sói này cũng phải cao hơn 2 mét. Nó chĩa con mắt đầy tôi độc và vô tình nhìn tất cả mọi người. Sói đầu đàn, thấy con sói này, mặt Trần Phong đột nhiên tối sầm cả lại. Vốn dĩ anh ta còn cho rằng 10 con sói kia đã đủ mạnh lắm rồi, nhưng nào ngờ hãy còn một con mạnh hơn tất cả vẫn còn ẩn náu. Bây giờ nghĩ lại anh ta mới thấy mình quá sơ ý. Con sói đầu đàn nhìn Trần Phong rồi ngay lập tức bổ nhào vào người Trần Phong. Thấy cảnh này, tất cả mọi người đều tái mét mặt. Đại ca, ai nấy đều thất thần hét lên. Trần Phong bị con sói đầu đàn kia dùng bộ vuốt vỗ trúng người. Kể cả anh ta đã dốc sức né tránh nhưng vẫn bị nó bạt vào thân, cứ thế bay ra khỏi đó. Hú, sau khi đánh bay Trần Phong, nó lại giống lên lần nữa, miệng nhe ra để lộ bộ răng nhọn hoắt, nước dãi cũng theo đó mà rớt ra khỏi mồm. Nó nhìn mọi người chằm chằm,
mỗi một người bị nó nhìn tới đều run rẩy dựng tóc gáy. Thực lực con sói đầu đàn quá mạnh, Trần Phong ngã ra đất, ói ra cả miệng máu, phần bụng bị trọng thương. Qua lần tiếp xúc ngắn ngủi vừa rồi, anh ta đã cảm nhận được thực lực khủng khiếp bên trong cơ thể của sói đầu đàn. Phải làm sao đây, lúc này những thành viên đội thương nhân người thì phải bỏ mạng, người thì vết thương chằng chịt trên người, còn thủ lĩnh của đàn sói kia lại đang di chuyển từng bước về phía bọn họ. Hú, sói đầu đàn nhe nanh, mắt lóe lên ánh nhìn đầy tàn độc, nó cúi đầu, cong người, nhìn chằm chằm vào đám người phía Trần Phong. Mấy người phía người đàn ông để râu quai nón bảo vệ Trần Phong từ từ lùi về sau. Mặc dù vừa rồi bọn họ tàn sát không ít sói nhưng đội thương nhân cũng bị tổn thất nghiêm trọng, ít nhất thì có tới 3, 4 người thiệt mạng, những người khác mình đầy thương tích. E rằng không trụ được bao lâu. Thủ lĩnh, giờ phải làm sao, người đàn ông để râu quai nón tuổi cao hơn một chút, lúc này hoang mang vô cùng, mặt mày tối sầm cả lại. Nghe người đàn ông để râu quai nón hỏi, Trần Phong hít vào một hơi thật sâu. Anh ta nghiến răng, trong mắt rõ vẻ mệt mỏi. Nếu như anh ta không sơ ý bảo mọi người vào trong nghỉ ngơi thì cũng sẽ không đến mức bị đàn sói tấn công bất ngờ như vậy. Thực lực những con sói này quá mạnh, lôi thuật của tôi cũng đã dùng hết. Nếu như thực sự không thể được thì chia nhau bỏ chạy. Trần Phong nghiến chặt răng, nhìn về mấy con ngựa đang không ngừng lao vào mái tranh vì quá sợ hãi mà thở dài. Ai trốn được thì tốt cho người ấy, còn hơn là tất cả phải nộp mạng. Đợi lát nữa tôi gây sự chú ý cho bọn chúng, mọi người xông ra ngoài. Lên ngựa đi ngay, khi nói những lời này, Trần Phong liếc mắt sang Đinh Dũng và Tư Thần Phi, chỉ cần lên ngựa thì đám súc sinh này sẽ không đuổi kịp chúng ta đâu. Mặc dù những con sói này rất mạnh nhưng lại không chạy được đường dài. So với ngựa lông dài thì chúng còn kém xa, chỉ cần lên được ngựa thì đàn sói sẽ không đuổi theo nữa. Lát nữa phải cẩn thận một chút, đi theo sát tôi, Đinh Dũng cau mày, anh cảm nhận được ánh mắt của Trần Phong. Chạy, đúng lúc này. Trần Phong đột nhiên hét lớn, sau đó quay phắt người nhìn Đinh Dũng và Tư Thần Phi, hai tay kéo hai người bọn họ. Những người còn lại nghe Trần Phong hét lên thì cứ thế điên cuồng lao về phía trước, còn lúc này Trần Phong đã túm lấy quần áo của Đinh Dũng và Tư Thần Phi quẳng lại phía sau. Tư Thần Phi lập tức bị Trần Phong ném bật lên, nhưng Đinh Dũng vẫn đứng trên nền đất bất động. Mặt mày Trần Phong tái đi, anh ta ngẩng đầu nhìn Đinh Dũng. Muốn chết, đôi mắt Đinh Dũng mang theo sát khí đằng đằng. Trần Phong dám lấy anh ra làm con mồi. Dứt lời, Đinh Dũng túm chặt Tư Thần Phi vừa bị hất văng đi, kéo cậu ta trở lại, tay còn lại anh túm lấy cổ tay Trần Phong, bóp thật mạnh. Rắc, một âm thanh vang lên. Khi Trần Phong định thu tay về thì đã muộn. Một lực đạo khủng khiếp xuất phát từ lòng bàn tay Đinh Dũng, ngay sau đó Trần Phong thét lên khủng khiếp. Đinh Dũng bóp mạnh khiến cho xương tay Trần Phong cứ thế vỡ vụn. Sau đó không cho Trần Phong cơ hội phản ứng lại. Đinh Dũng cứ thế hất bay Trần Phong ra ngoài, đồng thời con sói vẫn đang đợi tấn công lúc này cũng lao lên, nó vồ lấy Trần Phong đang lơ lửng giữa không trung và ấn anh ta xuống đất. Hú, sau đó sói đầu đàn không để ý đến Trần Phong nữa mà hú lên xông về phía Đinh Dũng. Súc sinh, muốn chết, Đinh Dũng hắng giọng, mặt mày không hề tỏ ra hoang mang. Anh thoát ẩn thoát hiện, né qua đòn tấn công của sói đầu đàn, sau đó tung đòn đánh vào phần lưng của nó. Đòn đánh trông có vẻ nhẹ nhàng nhưng suýt chút nữa khiến con sói nằm rạp ra đất. Hoặc có thể cảm nhận được sự uy hiếp của Đinh Dũng với mình nên sói đầu đàn không tiếp tục tấn công nữa mà tránh Đinh Dũng thật xa, nhìn chằm chằm vào anh, mồm hãy còn hú lên liên hồi ra vẻ uy hiếp. Đúng lúc này, những thành viên đội thương nhân đã thoát khỏi được con sói đầu đàn. Thế nhưng vừa ra khỏi ngôi miếu đã bị sói trắng bao vây lại, căn bản không thể nào tiếp cận được lán cỏ. Trời muốn diệt chúng ta rồi. Người đàn ông để râu quai nón giống giận. Con dao dài trong tay ông ta vung ra khiến một con sói trắng bị chém làm đôi. Thế nhưng anh ta còn chưa kịp quay người thì đã bị một con sói khác bạt vào lưng, để lại những vết thương sâu hóm mang theo cả máu. Rầm, dập. Đột nhiên bên ngoài vang lên một loạt những âm thanh khác thường, sau đó là tiếng ngựa hí. Có người đến cứu chúng ta rồi, nghe tiếng ngựa hí bên ngoài vang lên. Những thành viên đội thương nhân vốn dĩ đang chìm vào tuyệt vọng thì lập tức hét lên cứu giúp, cứu tôi với, cứu tôi với. Bên ngoài miếu, một đội người ngựa lập tức đi tới. Đi đầu là một nam một nữ, người nam tuổi chừng hơn 20, trông hãy còn trẻ, làn da trắng hồng, mắt to mày đậm. Người con gái chỉ chừng 17, 18 tuổi, mặc áo lông trắng, trong tay cầm một cây roi,
cau mày hét lên, có chuyện gì vậy? Sao lại dừng lại rồi? Hai người này ngồi trong một chiếc xe bánh xích màu đen, những người khác cưỡi ngựa lông dài bảo vệ bọn họ, chốc chốc lại quan sát xung quanh bằng cặp mắt cảnh giác. Thưa cô Xuân, trong ngôi miếu phía trước có người đánh nhau, mùi máu tanh rất nồng, một người đàn ông nhanh chóng chạy tới quỳ dưới đất, cung kính nói rồi lại nhìn sang người thanh niên bên cạnh, thiếu tộc trưởng, phải làm thế nào? Đi xem bên trong có ai, nghe thuộc hạ báo cáo, cậu thanh niên kia cau mày. Không ngờ lần này đi săn lại bất lợi như vậy, không những gặp tuyết lớn, chẳng dễ gì tìm được chỗ nghỉ ngơi thì lại gặp phải chuyện này. Xuân Nhi, thật là không may rồi, nghĩ rồi, cậu ta vội nhìn sang Bác Giã Xuân, nói, lần này không cho em được chơi thỏa thích được rồi. Đợi trời đẹp hơn một chút, anh lại đưa em đi săn bắt nhé. Hứ, Bác Giã Xuân hắng giọng quay đầu sang bên. Thấy vậy, Nam Vọng Thu vội kéo tay Bác Giã Xuân, cười trừ nói, Xuân Nhi, lần này là do anh thất sách rồi, em đừng giận nhé. Cô gái này chính là con gái của tộc trưởng tộc Bắc Giã, tính tình ngang bướng. Nam Vọng Thu mặc dù là thiếu gia tộc trưởng của tộc Nam Vọng nhưng cậu ta cũng không dám làm Bắc Giã Xuân tức giận, và lại lần này cậu ta dẫn Bắc Giã Xuân ra ngoài là vì muốn lấy lòng cô. Nếu như có thể khiến mối quan hệ của cả hai tiến triển thêm thì tốt quá. Dù sao tộc Bắc Giã cũng đứng đầu trong bốn đại gia tộc của thành phố Lôi Nhĩ. Còn tộc Nam Vọng của bọn họ còn không được xếp vào hàng bốn gia tộc đứng đầu, chỉ có thể miễn cưỡng chen được vào hàng gia tộc hạng nhất. Nếu như có được sự giúp đỡ của tộc Bắc Giã thì Nam Vọng Thu và những người đứng đầu của tộc Nam Vọng nhất định có thể một bước lên tiên. Giấc mơ bước được vào top 4 gia tộc mạnh nhất sẽ không còn là mơ nữa. Tộc trưởng, bên trong có mười mấy con sói, còn có chừng 10 con tuyết quái. Đúng lúc này, tên thuộc hạ hoang mang chạy ra, hoảng hốt nói. Bên trong ngôi miếu cũ này có một đội thương nhân bị bao vây, bọn họ không phải là đối thủ của đàn sói, nên có không ít người chết vì bị thương. Tuyết quái, lại còn mười mấy con, nghe vậy, ánh mắt Nam Vọng Thu tỏ rõ sự khác thường. Cứ tưởng lần này đi săn không săn được tuyết quái, nào ngờ lại có thể gặp chúng ở đây, và lại còn có mười mấy con. Nam Vọng Thu nhếch miệng, lên tiếng, Nam Vọng Kim, ông dẫn theo một đội vào trong, bắt tuyết quái về cho tôi. Vừa hay em Xuân Nhi sắp tổ chức lễ trưởng thành rồi, tới lúc đó tôi cho A Thúc nấu một bát dị huyết. Em Xuân Nhi, chú anh biết nấu dị huyết, có lợi cho việc tu dưỡng nhan sắc, tăng thực lực, nói không chừng em có thể tiến hóa một lần đấy. Nam Vọng Thu vừa nói, vừa nhìn Bác Giã Xuân bằng ánh mắt ôn hòa. Quả nhiên, nghe Nam Vọng Thu nói vậy, Bác Giã Xuân mừng ra mặt, nhìn Nam Vọng Thu, thật sao? Giờ em là võ sĩ rồi, tới lúc đó há chẳng phải có thể trở thành võ sư. Và lại còn có thể đạt được khả năng đặc biệt thuộc về riêng mình sao? Đương nhiên rồi, nếu như có thể tiến hóa thành công thì em Xuân Nhi có thể trở thành võ sư mà, Nam Vọng Thu nheo mắt cười. Bắc Cảnh, người người sùng võ học cho nên có được thực lực mạnh mới là căn bản, nhưng Bắc Cảnh lại là vùng đất nghèo đói, người có tư chất về võ đạo lại hiếm vô cùng, và sự xuất hiện của loại quả tiến hóa lại khiến cho tất cả mọi người nhìn thấy được tia hy vọng. Chỉ cần có một quả là có thể vượt qua được công lao khổ lao của bao nhiêu người khác bỏ ra bao năm. Vâng, tộc trưởng, nghe Nam Vọng Thu nói vậy, Nam Vọng Kim vội gật đầu, sau đó vẫy tay với người của mình và có một đội theo ông ta. Lúc này, bên trong ngôi miếu với khung cảnh lộn xộn, mười mấy thương nhân chỉ còn lại 7, 8 người cố gắng chống đỡ. Trần Phong nằm trên đất với những vết thương nặng, con sói trắng đầu đàn kia vẫn nhìn Đinh Dũng chằm chằm như đang tìm chỗ sơ hở của Đinh Dũng. Mặt Đinh Dũng vẫn hết sức điềm tĩnh, anh nhìn con sói với ánh mắt lạnh lùng, trong lòng không khỏi cảm thấy có phần kinh ngạc vì tốc độ quá nhanh của nó. Truyền thuyết về tuyết quái mới truyền đi chưa được bao lâu mà con sói này đã có thực lực thế này rồi. Nếu không phải lần này Đinh Dũng đã ngưng kết được kim đan thì anh chưa chắc đã là đối thủ của nó. Vì dù sao quái thú ở một mức độ nào đó còn mạnh hơn cả con người ở cùng tầng cảnh giới, thậm chí có một vài quái thú có thể vượt cảnh giới mà giết hại con người. Có điều quái thú tu luyện tương đối khó khăn, phần lớn đều cần thời gian rất dài mới có thể dần dần tu luyện được. Đây cũng là lý do giải thích cho hiện tượng nghìn năm thành yêu trong truyền thuyết. Làm thế nào được giờ, đám người kia hình như dừng lại rồi, một người đàn ông lẩm bẩm nhìn vào đàn sói đang bao vây xung quanh, bưng mặt khóc, lẽ nào hôm nay chúng ta đều phải chết ở đây. Già rồi còn khóc cái gì, người đàn ông râu quai nón nạt nộ. Khi anh ta tiếp tục lên tiếng thì bên ngoài lại vang lên tiếng hét như rung chuyển trời đất. Giết, tiếng hét hung hãn vang vọng đột nhiên khiến đàn sói kia rùng mình.
tất cả sói trắng đều di chuyển qua lại tỏ vẻ bất an. Chúng hú lên nhìn về phía con sói đầu đàn. Con sói đầu đàn lúc này đang đối đầu với Đinh Dũng bất giác đưa mắt ra ngoài, giống lên giận dữ. Đột nhiên, tất cả sói trắng đều theo sói đầu đàn, chạy ra khỏi miếu, thế nhưng bọn chúng còn chưa lao được ra ngoài thì đã có một đám người lưng dắt dao, tay cầm súng chặn ở cửa. Đi đầu là người đàn ông trung tuổi, để rìa mép, làn da ngăm đen, đôi mắt không to nhưng lại rất có thần, cứ thế nhìn con sói đầu đàn trong ngôi miếu, miệng nhếch lên đầy sát khí. Con sói đầu đàn nhìn ông ta bất an, từ từ khom người, rú lên những âm thanh rất trầm như thể cảnh cáo ông ta đừng làm bừa. Thế nhưng đàn sói đằng sau sói đầu đàn lại không trấn tĩnh được nữa. Chúng đi đi lại lại sau lưng sói đầu đàn như thể biết được phía trước có mối hiểm họa khôn lường. Đúng lúc này, người đàn ông trung tuổi đột nhiên khoát tay. Thấy người đàn ông trung tuổi khoát tay, 7, 8 người sau bọn họ lập tức giơ súng lên chĩa về phía con sói đầu đàn. Hú, con sói trắng với cái nhìn khát máu. Nó nhảy vọt lên, giơ vuốt vồ về phía người đàn ông trung tuổi. Bản lĩnh vốn dĩ chỉ thuộc về loài hổ báo mới có thì lúc này lại được con sói trắng với bá khí ngút trời vận dụng một cách tự nhiên linh hoạt. Thấy bộ vuốt khổng lồ hạ xuống, người đàn ông trung tuổi kia hắng giọng một tiếng. Ánh trăng chiếu rọi xuống người ông ta như khiến ông ta khoác lên mình một lớp áo giáp màu bạc. Bịch, người đàn ông đạp mạnh xuống đất, cơ thể nhảy vọt lên. Khi bộ vuốt của con gấu còn chưa hạ hẳn xuống, ông ta giơ tay tóm lấy chân nó. Đồng thời, 7, 8 người đằng sau ông ta lúc này lập tức cho tay vào vị trí cò súng. Păng, 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 một loạt tiếng súng vang lên. Uy lực của những khẩu súng này hơn hẳn khẩu súng của người đàn ông để râu quai nón trước đó. 7, 8 viên đạn lập tức phóng vút vào đàn sói. Những con sói trắng còn chưa kịp phản ứng lại thì đã có 4, 5 con ngã ra đất. Vốn dĩ đàn sói vì bị giết chỉ còn lại không tới một nửa thì lúc này lại chết tiếp thêm một nửa nữa. Những con sói khác nghe tiếng súng thì sợ hãi, con nào con nấy cúi đầu bất an, lùi về sau. Đột nhiên, đằng sau đàn sói đột nhiên vang lên tiếng giống giận. Vài con sói tiến hóa mà trước đó bị Trần Phong dùng lôi thuật đánh bị thương vẫn chưa chết thì lúc này vùng vẫy, đồng thời giống lên. Chúng cứ thế nhảy lên tới phía trước đàn sói, nhìn chằm chằm vào đội 8 người kia. Có vài con sói tiến hóa dẫn đầu, những con sói còn lại mới yên lặng đi, như thể gặp được tâm phúc. Giết chúng, tiểu đội 8 người nhìn nhau, nhếch miệng cười dữ dằn rồi lại cho tay vào cò súng. Có lẽ cảm nhận được sát khí của đối phương nên mấy con sói tiến hóa này đồng thời xông về phía cửa miếu. Những con còn lại không do dự thêm nữa, tất cả nhảy bổ về phía tiểu đội 8 người. Tiểu đội kia thấy vậy thì ai nấy mặt mày đều tái đi, vội cho tay vào cò súng nhưng đàn sói trắng di chuyển lại rất nhanh, hoàn toàn không giống với mục tiêu đứng yên tại vị trí. Một người trong đó bắn một phát vào khoảng không, anh ta còn chưa kịp bắn phát tiếp theo thì đã bị một con sói cắn phập vào đùi, cứ thế ngã ra đất. Ngay sau đó là tiếng kêu gào thảm thiết vang lên, 4, 5 con sói đồng thời xông lên ấn anh ta xuống đất và thi nhau cắn xé. Máu tươi tuôn ra xối xả càng kích thích đàn sói. Rút dao, cầu cứu, một người đàn ông trẻ hơn một chút rút ra con dao ngắn ở hông vừa hét lên vừa chém về phía vòng vây mà đàn sói tạo ra rồi nhảy về phía sau. Ở một bên, con sói đầu đàn và người đàn ông trung tuổi đang đối đầu với nhau trong miếu. Trên người người đàn ông trung tuổi toàn là vết máu, mặt ông ta kiên định, đôi mắt không ngừng di chuyển, con dao trong tay hãy còn rung lên vì chủ nhân run rẩy. Ông ta thực sự không ngờ khả năng của con sói đầu đàn này lại đạt tới tầng cảnh giới võ sư, đây rõ ràng là tuyết quái không chỉ tiến hóa mới một lần. Vừa nghĩ tới nếu có thể đem con tuyết quái này quay về là có thể có được thù lao xứng đáng, trong mắt ông ta rõ vẻ tôi độc. Con sói đầu đàn cũng không khá hơn là mấy. Trên bộ lông trắng muốt như bông kia có cả vết máu rất dài, máu tươi cứ thế chảy xuống đùi nó. Nó nhìn chằm chằm vào người đàn ông trung tuổi trước mặt. Đinh Dũng đỡ mấy người phía người đàn ông để râu quai nón ngồi ở cách đó không xa, còn Trần Phong thì anh không màng đến nữa mà nhìn sang người đàn ông trung tuổi đang đối đầu tới con sói đầu đàn. Người đàn ông này có thực lực không hề yếu, ít nhất cũng là võ sư đỉnh phong, thậm chí có khả năng còn mạnh hơn cả võ sư đỉnh phong. Từ trận đấu vừa rồi với con sói, có thể thấy thực lực của người này không hề yếu hơn nó. Đinh Dũng vốn dĩ còn nghĩ rằng người Bắc Cảnh phần lớn tứ chi phát triển và không có người nào có kỹ năng chiến đấu cả. Nhưng vừa rồi thông qua cách người đàn ông trung tuổi này chiến đấu,
anh có thể nhận ra ông ta còn có kỹ năng chiến đấu vượt trội hơn cả võ sư của vùng Giang Bắc Giang Nam. Cho dù là chiến đấu với con sói hay là khả năng né tránh thì đều rất khéo léo, kinh nghiệm chiến đấu thực tế phong phú, tuyệt đối không phải là võ sư bình thường. Đúng lúc này, bên ngoài miếu đột nhiên có tiếng gào thét. Ninh Dũng nhìn ra ngoài, chỉ thấy một chiếc xe màu đen đi tới, hai đội người ngựa tập hợp lại với nhau bao vây chặn đứng con sói đầu đàn. Đàn sói vốn lấy lại được chút ưu thế thì lúc này lại lâm vào cảnh nguy hiểm. Thấy cảnh này, người đàn ông trung tuổi nhếch miệng cười lạnh lùng như thể nhìn thấy cảnh sau khi mình đem xác con sói đầu đàn về và đổi lấy được phần thưởng kếch xù vậy. Thế nhưng đúng lúc này, con sói đầu đàn đột nhiên giống lên một tiếng, không ra tay với người đàn ông trung tuổi nữa mà lao ra ngoài, mục tiêu chính là chiếc xe kia. Trên xe lúc này có hai người, bọn họ thấy con sói đầu đàn thì vội hét lên, mau chặn con súc sinh này lại cho tôi. Tộc trưởng, cẩn thận, Nam Vọng Kim trông thấy cảnh này thì tái mét mặt. Ông ta không thể ngờ con súc sinh này lại không đối đầu với mình nữa cho nên vội lao ra. Nam Vọng Thu là thiếu tộc trưởng. Nếu để cậu ta gặp phải chuyện gì trong tầm mắt mình thì sau khi về tộc trưởng với tính cách bạo tàn nhất định sẽ trút giận lên đầu ông ta. Nam Vọng Thu không dám chậm trễ, di chuyển với tốc độ nhanh nhất xông ra ngoài. Những người còn lại cũng không vây đàn sói nữa mà quay người chạy về phía chiếc xe bánh xích, tập trung xung quanh xe bánh xích. Thấy con sói trắng đang định lao đến, Nam Vọng Kim mặt mày tái mét, trong lòng thấp thỏm không yên. Đột nhiên con sói trắng lách người. Không lao về phía xe bánh xích nữa mà nhảy bổ vào đàn sói trắng ở bên. Hú, một tiếng rút kéo dài. Con sói đầu đàn cùng đàn sói kia không quay đầu lại, cứ thế chạy tít tắp về phía xa. Nam Vọng Kim vừa thở phào một hơi thì liền ý thức được con sói đầu đàn bỏ đi rồi. Mặt ông ta nghệt hẳn đi, tỏ vẻ khó chịu như thể để lỡ mất một con mồi béo vậy. Thiếu tộc trưởng, cậu không sao chứ? Nam Vọng Kim liếc nhìn sang Nam Vọng Thu rồi đi tới. Chắp tay lại nói. Nam Vọng Thu suýt chút nữa thì bị đàn sói dọa cho đái ra quần, lúc này nghĩ lại bộ dạng đó của mình, cậu ta chợt hắng giọng, Nam Vọng Kim, ông còn ngây ra đấy làm gì? Tuyết quái đâu? Tôi, Nam Vọng Kim mặt không còn giọt máu, vội ngẩng đầu nhìn Nam Vọng Thu, trong lòng thầm nghĩ lẽ nào cậu còn không biết tuyết quái đi đâu rồi? Không phải vừa rồi vì cậu nên nó mới chạy mất sao? Thế nhưng Nam Vọng Kim cũng chỉ có thể nghĩ trong đầu chứ không dám nói ra. Ông ta cảm nhận được ánh mắt của Nam Vọng Thu, lập tức tỏ ra sợ hãi, chắp tay nói, là tôi làm việc không chu toàn, để tuyết quái chạy mất, xin thiếu tộc trưởng phạt ạ. Nói tới cuối cùng, giọng điệu của Nam Vọng Kim như rít lên qua kẽ răng. Thế nhưng Nam Vọng Thu lại chẳng cảm nhận được có gì khác thường từ lời nói của ông ta. Cậu ta hắng giọng, quay đầu nhìn sang Bác Giã Xuân, mặt lại ôn hòa hơn, Xuân Nhi, đều tại lão ăn hại này không bắt được tuyết quái. Bác Giã Xuân bĩu môi nhưng không nói thêm gì mà chỉ vào ngôi miếu, chúng ta mau vào kia đi, bên ngoài lạnh quá. Thấy Bác Giã Xuân không có ý trách mình, Nam Vọng Thu cười xòa, chỉ về phía Nam Vọng Kim mà nạt nộ, Nam Vọng Kim, ông còn ngây ra đấy làm gì, dẫn người vào cái miếu kia dọn dẹp đi. Chỗ nào cũng thấy toàn máu là máu, ở làm sao được. Vâng, thưa thiếu tộc trưởng, Nam Vọng Kim nghiến răng dẫn theo người đi vào trong miếu. Lúc này bên trong miếu tính cả Đinh Dũng và Tư Thần Phi, tổng cộng có 7 người, những thành viên khác đội thương nhân đều đã chết thảm bởi những cái mồm khát máu của đàn sói. Ê, mấy người mau cút khỏi đây, Nam Vọng Kim dẫn theo thuộc hạ vào trong miếu nhìn thấy hai người phía Đinh Dũng, vốn dĩ ông ta đang khó chịu nên lập tức nạt, đúng là cả lũ bỏ đi. Nghe Nam Vọng Kim nói vậy, mấy người phía người đàn ông dâu quai nón tái mét mặt. Mấy người bọn họ đều bị thương với mức độ khác nhau. Lúc này bảo bọn họ rời đi trong khi bên ngoài tuyết rơi dày như vậy thì chẳng khác gì để bọn họ chết cóng. Chào ông, tôi là Trần Phong, dẫn đầu đoàn thương nhân nhà họ La, chúng tôi, Trần Phong hít sâu, che lấy ngực mà đứng dậy. Anh ta định giải thích thì nào ngờ Nam Vọng Kim lập tức trừng mắt, bảo chúng mày cút đã là cho chúng mày sĩ diện rồi, có tin tao cho chúng mày một đao không hả? Lúc này Nam Vọng Kim tức tối vô cùng. Thứ nhất là vì vừa rồi cách mắng chửi của thiếu tộc trưởng khiến ông ta bất bình, ngoài ra vì đám người này quá ăn hại. Nếu như bọn họ giúp ông ta một tay, chặn con sói lại thì ông ta có thể chém chết con sói đó rồi. Bây giờ miếng mồi ngon đến miệng còn để mất, cứ nghĩ tới những điều này mà ông ta không khỏi nghiến răng tức tối. Các ông sao có thể như vậy, vả lại chúng tôi tìm được nơi này trước,
dù thế nào cũng phải có trước có sau chứ, Trần Phong thực ra không muốn để xảy ra mâu thuẫn với mấy người phía Nam Vọng Kim. Trong lòng anh ta hiểu rõ tiểu đội mà mỗi một người đều có súng bên mình thì chỉ có trong gia tộc lớn mới có đặc quyền như vậy. Mặc dù Bắc Cảnh không nghiêm ngặt như Giang Bắc Giang Nam nhưng tất cả vũ khí cũng đều được kiểm soát bởi chủ thành của thành phố Lôi Nhĩ. Chỉ có trong các gia tộc lớn mới có chút đặc quyền được chủ thành cho phép. Muốn chết, Nam Vọng Kim nheo mắt, trên người sát khí đằng đằng. Ông ta đi về phía Trần Phong, đạp bay Trần Phong. Trần Phong bị con sói đầu đàn hạ gục đến mức bị thương, lại vì dùng lôi thuật nên cạn kiệt sức lực, lúc này không có khả năng chống trả, đến tránh cũng không tránh được, cứ thế bị đạp vào bụng mà bay ra cách đó vài mét. Cái gì mà đội thương nhân nhà họ Lạc, cả đám tép diêu. Trói bọn chúng lại, trói ở cửa, bôi máu lên người chúng. Tôi không tin đám tuyết quái có thể cưỡng lại được sức hấp dẫn này, Nam Vọng Kim hắng giọng, chỉ vào mấy người phía Đinh Dũng. Ông dám, nghe Nam Vọng Kim nói vậy, người đàn ông để râu quai nón lập tức đứng dậy chỉ vào Nam Vọng Kim mà gằn, ông dám làm vậy, lẽ nào không sợ chúng tôi tố cáo ông với thủ thành? Các người còn dám tố cáo tôi, vậy thì càng không thể để các người sống, nghe người đàn ông để râu quai nón nói vậy. Nam Vọng Kim bật cười tôi độc, dẫn theo đám người đi tới. Đinh Dũng cau mày, mặc dù anh không hề có thiện cảm với Trần Phong nhưng những người còn lại lại không có ác ý. Thấy Nam Vọng Kim dẫn người tới, Đinh Dũng hít sâu, nói, dừng tay. Các người dựa vào đâu mà đòi đuổi chúng tôi đi, Đinh Dũng hắng giọng rồi lãnh đạm nói, còn muốn dùng chúng tôi làm mồi nhử. Ông không sợ đụng vào người không nên đụng tới sao? Ha ha, không nên đụng tới, nghe Đinh Dũng nói vậy. Nam Vọng Kim bật cười, đảo mắt nhìn đám người một lượt, một đoàn thương nhân còn con không đáng để Nam Vọng Kim tôi coi trọng. Cái gì, các người là người tộc Nam Vọng, người đàn ông để râu quai nón biến sắc, nhìn Nam Vọng Kim chằm chằm, mặt mày khó coi, Nam Vọng Kim, tôi từng nghe nói ông là thủ hạ của Nam Vọng Tiêu Đại Nhân. Nam Vọng Tiêu Đại Nhân, chính là đại nhân đảm nhiệm chức trong chủ phủ thành, những người trong đội thương nhân tái mét mặt. Danh tiếng của Nam Vọng Tiêu quá lẫy lừng. Kể cả đến Trần Phong cũng không khỏi hít sâu, nhìn Nam Vọng Kim với ánh mắt không sao tin nổi. Mặt mày Nam Vọng Kim rõ vẻ đắc ý, nhìn những thành viên đội thương nhân với ánh mắt khó chịu, không ngờ các người còn biết tướng lĩnh. Không sai, tôi chính là em trai ruột của đội trưởng đội bảo vệ thành thứ 20 dưới sự lãnh đạo của tướng lĩnh. Nói tới đây, mặt Nam Vọng Kim nở nụ cười cao ngạo như thể thân phận này khiến ông ta có thể tự cao hơn hẳn. Đinh Dũng nghe vậy thì vẻ mặt rõ vẻ cổ quái. Mối quan hệ thì rõ xa, thế nhưng những người khác lại không nghĩ như vậy, đặc biệt là mấy người phía đội thương nhân nghe xong thì suýt chút nữa quỳ phịch xuống đất. Theo bọn họ thấy thì chỉ cần có liên quan tới đại nhân Nam Vọng Tiêu thì cho dù là mối quan hệ hết sức đơn giản cũng vẫn không phải là người mà bọn họ có thể đụng đến. Chúng ta đi, người đàn ông để râu quai nón nghiến răng, đứng dậy đỡ lấy Trần Phong rồi nói với Nam Vọng Kim, chúng tôi đi là được. Hừ. Nam Vọng Kim hắng giọng mỉa mai chỉ vào vài người ở bên, nói, còn ngây ra đấy làm gì, mau dọn dẹp sạch sẽ nơi này. Nam Vọng Kim, ông còn chưa thu dọn xong à, đúng lúc này, Nam Vọng Thu dẫn Bác Giã Xuân đi vào. Hai người vừa bước vào ngôi miếu cũ liền trông thấy mấy người phía Trần Phong tiến tới đón. Bác Giã Xuân vốn chỉ đảo mắt một lượt liền ngỡ ngàng phát hiện ra giọng nói rất quen thuộc, cô ta lập tức hét lên, đợi đã. Mấy người đợi đã. Bác Giã Xuân dứt lời thì vội đi tới phía mấy người chỗ Trần Phong rồi dừng lại. Đinh Dũng đứng sau bọn họ, cau mày nhìn về phía sau. Sau khi thấy Bác Giã Xuân thì mặt mày đột nhiên biến sắc, trong lòng thầm nhủ tại sao cô ta lại ở đây. Bác Giã Xuân chính là cô gái Bắc Cảnh mà Đinh Dũng gặp khi còn ở Kim Châu. Không ngờ lại có thể gặp được cô ta ở đây. Lúc này, Bác Giã Xuân cũng nhận ra Đinh Dũng, cô ta lập tức chỉ vào Đinh Dũng, nói anh, quay người lại cho tôi. Tôi, Đinh Dũng cúi đầu ho hắng một tiếng. Ngẩng đầu lên cho tôi xem, thấy Đinh Dũng cúi đầu, Bác Giã Xuân hắng giọng chỉ vào Đinh Dũng, tôi biết là anh rồi, đừng trốn nữa. Không ngờ con mắt của cô lại tinh tường như vậy, Đinh Dũng cười bất lực, ngẩng đầu nhìn về phía Bác Giã Xuân. Thế nào, Xuân Nhi quen bọn họ sao, nghe Đinh Dũng và Bác Giã Xuân nói chuyện, Nam Vọng Thu cau mày, vẻ mặt không mấy tự nhiên, hai người có mối quan hệ thế nào? Chính là anh ta. Anh Thu, anh có nhớ khi em còn ở Giang Bắc bị người ta đánh không? Chính là hắn ta, chính hắn ức hiếp em, Bác Giã Xuân tỏ vẻ ấm ức, bĩu môi nhìn Nam Vọng Thu.
Nam Vọng Thu nghe vậy thì chợt biến sắc. Vốn dĩ cậu ta muốn theo đuổi Bắc Dã Xuân, sao có thể để người con gái của mình chịu ấm ức được. Cậu ta lập tức hắng giọng, được, hóa ra là mày, dám ức hiếp em gái Xuân Nhi, người đâu, bắt hắn lại. Các người đừng làm bừa, đúng lúc này, người đàn ông để râu quai nón nghiến răng kéo Đinh Dũng về sau, nhìn Nam Vọng Thu nói, các người là người của tộc Nam Vọng phải không? Chúng tôi nhường chỗ này lại là được, đừng có ức hiếp người quá đáng. Ức hiếp người quá đáng? Ông nói tôi ức hiếp người quá đáng, Nam Vọng Thu vừa nghe vậy thì liền chắp tay ra sau, nhíu mắt nói bằng giọng khinh khỉnh, tôi ức hiếp ông đấy, thì sao nào? Tôi là bạn của Lạc Trường Minh, cậu, người đàn ông để râu quai nón nghiến răng nhìn về phía Nam Vọng Thu. Thế nhưng anh ta còn chưa nói xong thì đã bị Nam Vọng Thu ngắt lời. Nam Vọng Thu nhướng mày, hỏi, Lạc Trường Minh, một gia tộc hạng hai mà cũng xứng để tôi phải nể mặt. Cậu, người đàn ông để râu quai nón tái mặt, anh ta không ngờ rằng tên này lại không hề nể mặt mình như vậy. Dù gì thì nhà họ Lạc cũng có chút tiếng tăm ở thành phố Lôi Nhĩ, nói cái tên Lạc Trường Minh ở thành phố Lôi Nhĩ thì có ai không biết chứ. Thế nhưng tên này lại coi thường Lạc Trường Minh như vậy. Người đàn ông để râu quai nón cũng là người nhà họ Lạc, lúc này nghe vậy thì không khỏi tức giận, nhà họ Lạc chúng tôi nhiều năm trước dù gì cũng là một trong tứ đại gia tộc, cho dù bây giờ không còn được như xưa nữa nhưng cũng không phải hạng tiểu bối như cậu có thể sỉ nhục. Anh dám phản bác lời tôi nói, ai ngờ người đàn ông để râu quai nón vừa nói dứt lời thì Nam Vọng Thu đã nheo mắt lại, nhìn anh ta chằm chằm quỳ xuống. Anh, Nam Vọng Thu hắng giọng, tôi bảo anh quỳ, anh muốn chết phải không hả? Tiếu tộc trưởng của chúng tôi bảo cậu quỳ, không hiểu tiếng à, Nam Vọng Kim đi tới, rút con dao ra, nói với giọng sát khí đằng đằng, các người là cái thá gì, còn không mau quỳ xuống. Dứt lời, Nam Vọng Kim tung chân đạp vào bụng của người đàn ông để râu quai nón, muốn ép anh ta quỳ xuống. Người đàn ông râu quai nón không những kinh nghiệm phong phú mà thực lực cũng không vừa. Lúc này, cảm nhận được ý đồ của Nam Vọng Kim nên hai chân lập tức dịch chuyển. Dễ dàng né được thế tấn công của Nam Vọng Kim, sau đó anh ta dùng đầu gối chọi lại, chặn được cú đá của Nam Vọng Kim. Lần này các người xong rồi, lần trước dám đánh người của tôi, lần này tôi cho các người sống không được, chết không xong, Bắc Dã Xuân hắng giọng chỉ vào Đinh Dũng mà nạt nộ, người đâu, lôi hắn xuống cho tôi. Vâng, nghe Bắc Dã Xuân ra lệnh, thuộc hạ lập tức tiến lên trước bao vây lấy Đinh Dũng. Không liên quan tới mọi người, bọn họ nhằm vào tôi. Đinh Dũng vỗ vai người đàn ông để râu quai nón, sau đó đứng chắn phía trước mọi người, nói giọng lãnh đạm, không liên quan đến bọn họ, cho bọn họ đi khỏi đây đã. Tiểu tử, tao thấy mày cũng có nghĩa khí đấy. Đã vậy thì đừng trách tao tàn nhẫn, nói tới đây, Nam Vọng Thu lại bật cười một cách quái dị. Mày còn muốn thế nào, Đinh Dũng cau mày. Mấy người phía người đàn ông râu quai nón còn ở đây thì anh không tiện ra tay. Nam Vọng Thu bật cười quái dị. Mặt mày đột nhiên lạnh đi vài phần, chỉ vào mấy người phía Tư Thần Phi đằng sau Đinh Dũng, trói hết bọn họ lại cho tôi. Mày, người đàn ông để râu quai nón mặt mày biến sắc, nhưng anh ta còn chưa lên tiếng thì cả một loạt họng súng đen xì đã nhắm thẳng vào bọn họ. Ngoan ngoãn cho tôi đi, nếu không đừng trách súng của tôi không có mắt, Nam Vọng Kim đi tới, vỗ vỗ vào mặt người đàn ông để râu quai nón, sau đó nói liếc mắt với Nam Vọng Kim. Nam Vọng Kim lập tức hiểu ý, phất tay. Nạt mấy người lập tức trói bọn họ lại. Vâng, thuộc hạ nhanh chóng gật đầu vâng lệnh, cũng không biết bọn họ lấy đâu ra dây thừng mà trói mấy người phía người đàn ông râu quai nón. Vì đối phương có súng nên nhóm người chỗ Tư Thần Phi và người đàn ông râu quai nón không dám phản kháng, còn Đinh Dũng lại không vội ra tay. Bây giờ bọn họ bị đối phương dùng súng chĩa vào, nếu anh manh động thì rất có khả năng khiến bọn họ bị thương. Người này, sau khi trói những người khác lại, Nam Vọng Kim chỉ vào Đinh Dũng. Người này, Nam Vọng Thu nheo mắt nhìn Đinh Dũng rồi lại nhìn sang Bắc Dã Xuân, hỏi em Xuân Nhi, em thấy nên xử lý hắn thế nào? Không cần phải trói anh ta, em phải dạy dỗ anh ta cho tử tế, cho anh ta biết đụng phải Bắc Dã Xuân thì sẽ có kết cục thế nào, ánh mắt Bắc Dã Xuân như con dao liếc về Đinh Dũng. Cảm nhận được ánh mắt đó, Đinh Dũng nhếch miệng, chỉ cần Bắc Dã Xuân và Nam Vọng Thu dám đụng đến anh thì anh chắc chắn sẽ có cách với bọn họ. Túm gọn bọn làm tốt thí rồi đổi Tư Thần Phi về. Trói bọn họ ở ngoài miếu, bôi máu lên người, Nam Vọng Thu khoát tay nói với giọng lạnh lùng. Cứ làm theo thiếu tộc trưởng nói, bôi máu lên người bọn họ. Sắp xếp người phục kích,
tôi không tin đám súc sinh kia lại có thể cưỡng lại được sức hấp dẫn này. Nghe Nam Vọng Thu nói vậy, Nam Vọng Kim vội sắp xếp người, sau đó chỉ vào một đội khác, nói, mấy người xử lý xác chết, thu riêng xác mấy con tuyết quái lại. Tộc Nam Vọng, các người sớm muộn cũng bị báo ứng, nghe cuộc hội thoại đó, mấy những thành viên đội thương nhân mặt mày tái đi, nhìn chằm chằm vào Nam Vọng Thu và Nam Vọng Kim mà chửi bới, hôm nay chúng mày đối xử với bọn tao như vậy thì sớm muộn cũng có ngày chúng mày gặp quả báo. Chúng mày chết không yên đâu. Câm cái mồm thối của mày lại, Nam Vọng Thu cau mày hắng giọng, lập tức có người dùng rẻ nhét vào miệng bọn họ. Thấy những người phía người đàn ông để râu quai nón bị lôi đi, Đinh Dũng nhìn Bắc Dã Xuân, nhếch miệng cười châm chọc, cô muốn làm gì? Tôi muốn làm gì? Ha ha, ban đầu lúc anh đánh tôi sao anh không hỏi như vậy? Bắc Dã Xuân hắng giọng vung tay về phía mặt Đinh Dũng, đồng thời nạt, đây chính là kết cục đụng phải tôi. Cô ta còn chưa nói xong thì Đinh Dũng đã giơ mạnh tay lên túm chặt lấy cổ tay cô ta, dùng lực bóp khiến cô ta thét ầm cả lên. A, đau, khốn nạn, bỏ tôi ra, Bắc Dã Xuân mặt mày biến sắc, cánh tay còn lại của cô ta vội nắm lấy cổ tay của mình, gào thét mau thả tôi ra, nếu không tôi cho bọn họ giết anh. Thả Xuân Nhi ra, thấy cảnh này, Nam Vọng Thu mặt mày tái đi, lập tức chỉ vào Đinh Dũng mà nạt. Muốn giết tôi, vẫn chưa đủ tư cách đâu. Đinh Dũng lãnh đạm nói. Vừa rồi khi nhóm người phía Tư Thần Phi bị súng chĩa vào, anh sợ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn nên mới không ra tay. Lúc này bọn họ lại bị lôi ra ngoài thì lại là cơ hội tốt để Đinh Dũng ra tay. Dứt lời, Đinh Dũng nắm cổ tay Bắc Dã Xuân hất mạnh khiến cô ta lảo đảo ngã rụi xuống đất. Đến lượt mày, Đinh Dũng quay ngoắt đầu lại, nhìn về Nam Vọng Thu. Anh sải bước tới bên Nam Vọng Thu. Đặt tay lên vai cậu ta mà lãnh đạm nói, nghe nói vừa rồi mày còn muốn tao quỳ xuống. Giọng Đinh Dũng như ác ma từ địa ngục vang lên khiến người ta nghe xong thì không khỏi ớn lạnh. Nam Vọng Thu cũng vậy, kể cả cậu ta đã đạt được tu vi võ sĩ đỉnh phong nhưng nghe giọng gần đó của Đinh Dũng, cậu ta vẫn rùng mình. Nam Vọng Kim cứu tôi, Nam Vọng Thu cảm nhận được thời khắc nguy hiểm nên hét lớn. Câu này như khắc trong tâm trí cậu ta. Chỉ cần có nguy hiểm thì liền gọi Nam Vọng Kim, còn Nam Vọng Kim cũng không phụ sự kỳ vọng của cậu ta. Khi nghe thấy tiếng thiếu tộc trưởng gọi, ông ta liền ra tay với Đinh Dũng. Có điều ông ta vẫn chậm hơn một bước. Khi Nam Vọng Kim ra tay, Đinh Dũng đã bóp luôn vào cổ Nam Vọng Thu, lôi cậu ta lại rồi quát, dừng tay. Vốn dĩ Nam Vọng Kim đã bị ăn một đấm mà bay ra khỏi đó rồi, nhưng vì nghe Đinh Dũng nạt, lại thấy thiếu tộc trưởng bị bóp cổ thì ông ta không dám ra tay nữa. Mặc dù Nam Vọng Kim đã thu tay về nhưng nội lực trong cơ thể vẫn cuộn trào. Bỏ thiếu tộc trưởng ra, nếu không đừng trách tao không khách khí, Nam Vọng Kim nhìn Đinh Dũng chằm chằm, uy hiếp, trong tay mày chính là thiếu tộc trưởng tộc Nam Cảnh. Nếu như thiếu tộc trưởng của bọn tao có mất đi một cọng lông thì tộc Nam Vọng sẽ không tha cho mày. Ồ, lại còn là thiếu tộc trưởng, chẳng trách mà hống hách như vậy, Đinh Dũng hắng giọng, cứ thế đứng trước mặt Nam Vọng Kim mà bóp mạnh. Nam Vọng Thu không thể thở nổi, sắc mặt đỏ bừng lên. Dừng tay, Nam Vọng Kim mặt mày tái mét. Ông ta quyết không thể để thiếu tộc trưởng xảy ra chuyện gì trong tầm mắt của mình nên vội nạt lại, nếu mày dám ra tay thì tao cho mấy đứa đi cùng mày xuống Hoàng Tuyền. Ông dám, Đinh Dũng hắng giọng, bóp cổ Nam Vọng Thu mạnh hơn, lập tức cho người của mày thả bạn tao ra. Được, được, tôi lập tức cho người làm theo. Đừng, đừng giết tôi, nghe Đinh Dũng nói vậy. Nam Vọng Thu không dễ gì mới hít được ít không khí trong lành. Thấy Đinh Dũng sắp thả lỏng cổ mình ra, cậu ta vội hét lên với Nam Vọng Kim. Nam Vọng Kim, ông còn làm gì thế hả, còn không mau thả bọn họ ra. Thả, Nam Vọng Kim mặt không còn giọt máu, nhìn chằm chằm vào Nam Vọng Thu, dựa vào cái gì mà thả bọn chúng. Lẽ nào thả bọn chúng để bọn chúng vào thành hại chúng ta? Thiếu tộc trưởng, cậu yên tâm, bọn chúng không dám làm gì cậu đâu. Nếu như dám đụng đến cậu thì cho dù có xuống Hoàng Tuyền tôi cũng báo thù cho cậu. Khốn khiếp, ông nói gì thế hả? Nam Vọng Kim, ông muốn làm phản phải không? Nam Vọng Thu mặt mày tái đi, chỉ sợ Nam Vọng Kim kích động Đinh Dũng thật nên vội nói, ông mau thả anh ta ra, nếu không tôi bảo bố tôi cách chức ông. Đại ca, tôi là thiếu tộc trưởng của tộc Nam Vọng. Chỉ cần anh thả tôi ra thì anh muốn gì tôi cũng đồng ý hết. Nam Vọng Thu mặt mày sợ hãi, khóc lóc van xin. Bắc Dã Xuân lồm cồm bò dậy nghiến răng nói với Đinh Dũng, anh đợi đấy cho tôi nhất định sẽ khiến anh phải trả giá, tôi sẽ không tha cho anh đâu.
Cô muốn chết, Đinh Dũng nhìn Bác Dã Xuân. Nếu như cô ta một lòng muốn chết thì Đinh Dũng cũng không ngại tiễn cô ta xuống gặp Diêm Vương. Nếu giết đi một người mà có thể tránh được phiền toái thì anh nghĩ rằng vẫn nên làm như vậy. Thế nhưng nghe Đinh Dũng nói vậy, Nam Vọng Thu mặt mày lại biến sắc. Cậu ta nheo mắt vội nói, đừng, đừng như vậy. Tôi đồng ý thả bạn của anh ra, nhưng anh không thể giết Xuân Nhi. Nếu không thì chúng ta chết chung, Nam Vọng Thu mặt mày kiên định nhưng trên thực tế thì trong lòng lại sợ hãi bất an. Cậu ta đã đoán được Đinh Dũng chắc chắn sẽ không lựa chọn chết chung, vì dù sao mục tiêu của Đinh Dũng là cứu người. Lúc này nếu nhân cơ hội này mà lấy được chút thiện cảm của Bác Dã Xuân thì có hao tổn chút sức lực cũng đáng lắm. Nhưng nếu như để Đinh Dũng giết Bác Dã Xuân, mặc dù cậu ta cũng chẳng hề bị thương tổn gì nhưng mọi thứ mà trước đây cậu ta làm đều đổ sông đổ bể, và lại Bác Dã Xuân cũng ra khỏi cửa cùng cậu ta, tới lúc đó tộc Bác Dã nhất định sẽ không tha cho cậu ta. Muốn mượn sức của tộc Bác Dã chen chân vào hàng tứ đại gia tộc cũng là điều không thể. Thả người, Đinh Dũng nhướng mày hắng giọng với Nam Vọng Kim. Nghe vậy, Nam Vọng Kim cảm nhận được ánh mắt của Nam Vọng Thu nên mặt mày lạnh lùng thấy rõ. Nói thực thì ông ta không muốn thả người nhưng lúc này lại chẳng còn cách nào khác, chỉ đành nghiến răng bấm bụng thả bọn chúng ra. Vâng, thuộc hạ lập tức gật đầu, thả mấy người phía Tư Thần Phi ra. Lúc này trên người bọn họ ai nấy đều nhuốm đầy máu, mùi tanh bốc lên. Sau khi thấy Đinh Dũng đang kẹp chặt Nam Vọng Thu, người đàn ông để râu quai hét lên, tiểu tử, được lắm, không ngờ cậu lại có bản lĩnh như vậy, có thể bắt sống được thằng khốn nạn này. Đừng lo cho chúng tôi, giết chết thằng khốn nạn đó đi, những thương nhân khác đồng loạt gật đầu nói thêm, chỉ hận không thể chóc xương lột ra Nam Vọng Thu. Cứ nghĩ tới vừa rồi bị bôi bao nhiêu máu tươi lên người, bị trói ở cửa miếu bất động. Cái cảm giác chờ chết đó khiến bọn họ không khỏi tức tối, thù hận. Duy chỉ có Trần Phong là nhìn Đinh Dũng mà không nói gì, không biết anh ta đang nghĩ gì. Thả bọn họ ra, Nam Vọng Kim hít vào một hơi thật sâu, nghiến răng nói. Nghe vậy, thuộc hạ của Nam Vọng Kim chỉ có thể cởi dây thừng trói bọn họ ra. Mấy người phía người đàn ông để râu quai nón tức tối, lòng đầy hận thù. Đừng có manh động, nếu không tao giết chết chúng mày. Nam Vọng Kim giật lấy một khẩu súng, họng súng đen xì chĩa vào trán người đàn ông để râu quai nón, sau đó gằn lên với Đinh Dũng, tao thả người của mày, mày còn không mau thả thiếu tộc trưởng. Cho bọn họ đi đã, Đinh Dũng cau mày, liếc mắt sang Tư Thần Phi ý bảo cậu ta rời khỏi đây trước. Nghe vậy, người đàn ông râu quai nón đâu muốn đi. Anh ta nắm lấy khẩu súng, nhìn Nam Vọng Kim chằm chằm, bắn đi, ông bắn tôi đi. Hôm nay tôi và các anh em ở đây cùng sống cùng chết, chúng tôi sẽ không bỏ rơi cậu ta ở lại. Không cần quan tâm tới tôi, các anh đi đi, Đinh Dũng cau mày nói với anh ta, các anh ở đây chỉ khiến mọi người chết chung, còn không mau đi. Bọn họ sẽ không dám làm gì tôi đâu. Cái này, người đàn ông để râu quai nón nghiến răng. Lúc này mấy người bên cạnh anh ta kéo tay anh ta. Trần Phong hạ giọng nói, muốn chết thì anh đi mà chết cùng cậu ta. Đừng kéo chúng tôi đi cùng. Chúng ta đi, nói rồi Trần Phong thay đổi thái độ, cố bày ra bộ dạng tức tối nhìn Đinh Dũng, nói các anh em, chúng tôi nhất định sẽ tìm người tới cứu cậu. Dứt lời, Trần Phong lên ngựa đầu tiên, cứ thế cưỡi con ngựa lông dài chạy xa khỏi ngôi miếu. Những con ngựa này vốn dĩ là ngựa của đội thương nhân nên Nam Vọng Kim cũng không ngăn lại, cứ để cho cả người cả ngựa đi. Những người còn lại thấy Trần Phong đi rồi thì lần lượt dắt ngựa đi ra khỏi miếu. Người đàn ông để râu quai nón cũng chẳng còn cách nào khác nên cũng rời đi. Tư Thần Phi là người cuối cùng đi theo đội Trần Phong. Cậu ta hiểu ý tứ của Đinh Dũng qua ánh mắt. Đinh Dũng là người luyện khí trong truyền thuyết, đó là nhân vật truyền kỳ có thể ngang với thần đồ đằng. Đinh Dũng đã bảo cậu ta đi thì chắc chắn có lý do của mình. Đợi tất cả mọi người rời đi, Đinh Dũng mới thở phào, nheo mắt nhìn Nam Vọng Thu đang run rẩy trong tay mình, nhếch miệng mỉa mai, yên tâm. Tao đã nói không giết mày thì tao sẽ không giết mày. Hy vọng mày cũng có thể giữ lời hứa thả tao đi khỏi đây. Nói tới đây, Đinh Dũng lại nhìn sang Bác Dã Xuân ở bên, tộc Bác Dã. Đây là đại gia tộc ở Bắc Cảnh sao? Đương nhiên, tộc Bác Dã của tôi chính là một trong tứ đại gia tộc ở thành phố Lôi Nhĩ. Anh dám đụng vào tôi, tộc Bác Dã nhất định sẽ không tha cho anh. Em Xuân Nhi, lần này nể mặt anh, tha cho anh ta đi mà. Nam Vọng Thu anh nhất ngôn ký xuất, tứ mã nan truy.
Anh đã nói thả anh ta thì lần này không tính toán gì với anh ta nữa, Nam Vọng Thu suýt chút nữa thì sợ đái ra quần. Nếu như để Đinh Dũng tức tối thì người chết chính là Nam Vọng Thu chứ chẳng phải ai khác. Đinh Dũng mặt mày cổ quái nhìn hai người Nam Vọng Thu và Bắc Dã Xuân, cười nói yên tâm, tôi sẽ không giết cậu. Dứt lời, Đinh Dũng đột nhiên đá vào hòn đá trên mặt đất, hòn đá to bằng đầu ngón tay bay đi, văng trúng con ngựa lông dài cách đó không xa. Con ngựa kia như bị đánh động giật mình nên cứ thế chạy điên cuồng ra khỏi miếu. Đinh Dũng thấy vậy thì nhếch miệng, thả tay ra khỏi cổ Nam Vọng Thu, đạp xuống đất một cái rồi người anh lao vút về phía trước như mũi tên, đuổi theo con ngựa lông dài vừa chạy, sau đó lật người lên ngựa phóng đi. Đánh cho tôi, thấy Đinh Dũng bỏ chạy, Nam Vọng Kim lập tức ra lệnh. Pằng pằng pằng, thuộc hạ của Nam Vọng Kim lập tức rút súng, những viên đạn được bắn ra khỏi họng súng về phía Đinh Dũng. Đinh Dũng áp sát người xuống ngựa, đạn cứ thế bay qua bên người anh. Đinh Dũng khéo léo né người, những viên đạn kia như thể có thêm mắt vậy, cứ thế sượt qua người anh nhưng chưa viên nào bắn trúng anh. Cảm nhận được tiếng gió bên tai, Đinh Dũng thở phào một hơi. Những người này đã không đuổi kịp anh nữa. Sau hơn nửa đêm, Đinh Dũng cưỡi con ngựa đang thở phì phò tới dưới gốc cây vì giá lạnh mà nứt nẻ, chỉ còn lại vỏ cây đen xì. Tối đó, Đinh Dũng đi tìm mấy người phía Tư Thần Phi nhưng vì trời tối, lại thêm gió tuyết nên chẳng thấy được vết tích của bọn họ. Tìm cả tối mà không có được manh mối. Thôi bỏ đi, nghỉ ngơi đã, cứ tới thành phố Lôi Nhĩ, tới đó nhất định tìm được bọn họ. Nghĩ vậy, Đinh Dũng lập tức nhảy xuống ngựa, dắt con ngựa tới gốc cây. Mặc dù cái cây này đã khô nhưng tán cây rộng lớn, có thể miễn cưỡng che bớt được gió tuyết. Sau khi buộc con ngựa vào thân cây, Đinh Dũng mới ngồi khoanh chân dưới gốc cây. Linh lực bên trong cơ thể anh di chuyển, kim đan cũng cứ thế di chuyển qua lại trong vùng đan điền. Một luồng ánh sáng phát ra từ trong cơ thể Đinh Dũng, bao lấy cơ thể anh. Luồng linh lực xuất hiện, thoát từ trong cơ thể Đinh Dũng ra ngoài, trở thành một phần tử trong dòng suối không ngừng cuộn trào trong kinh mạch. Một đêm trôi qua rất nhanh, ngày hôm sau, gió nhẹ hơn một chút nhưng tuyết vẫn rơi. Đinh Dũng lúc này mới hiểu ra vì sao Tư Thần Phi đối mặt với tuyết lớn mà sốt ruột bất an. Gió tuyết ở Bắc Cảnh quả nhiên không bình thường, rơi một đêm dài mà không hề có dấu hiệu ngưng. Đinh Dũng bất lực, đành xác định phương hướng xong thì cưỡi ngựa đi vào làn mưa tuyết. Chớp mắt đã nửa tháng trôi qua, cũng may Đinh Dũng có chiếc túi đựng đồ, bên trong đựng được rất nhiều đồ, nếu không thì con ngựa này của anh cũng sẽ chết vì đói và mệt giữa thời tiết khắc nghiệt này rồi. Mãi tới sau nửa tháng, Đinh Dũng mới tới được thành phố địa giới của Bắc Cảnh, thành phố Lôi Nhĩ. Thành phố Lôi Nhĩ không hổ là thành phố trung tâm địa giới của Bắc Cảnh, cũng là một trong hai thành phố lớn nhất ở đây. Diện tích của nó to hơn không biết gấp bao nhiêu lần so với một thành trì ở Giang Bắc. Những bức tường bằng đá xanh xám cao mười mấy mét là tuyến phòng ngự đầu tiên của thành. Trên tầng gạch xanh đó là từng vết dấu tích được viết đầy trong truyền thuyết. Thấy bức tường vừa lạ vừa quen đó, Đinh Dũng không khỏi suy tư. Anh không nhớ rõ từ bao giờ mình tới thành phố Lôi Nhĩ. Bên trong này không hề hủ bại giống những thôn bản nhỏ bên ngoài. Ở đây toàn những tòa nhà chọc trời, các kiến trúc rực rỡ đủ màu sắc, không hề kém so với Giang Bắc. Thế nhưng người ở đây đi lại chủ yếu bằng ngựa, cũng có một vài người đi xe trượt tuyết thế nhưng người có thể đi xe trượt tuyết chỉ cần nhìn là biết không phải người tầm thường. Địa giới Bắc Cảnh rất đặc biệt, quanh năm đều là mùa đông cho nên ở đây lương thực không những sản lượng thấp mà nơi này lại không phù hợp xây dựng nền giao thông hiện đại. Ngược lại ngựa lông dài lại trở thành công cụ đi lại được ưa chuộng nhất nơi đây. Ở nền tuyết dày đến cả tấc thế này mà lái xe thì rõ ràng là một việc không hề ổn rồi. Chuồng ngựa, dắt con ngựa đi vào thành phố Lôi Nhĩ, trong lòng Đinh Dũng không khỏi cảm thấy ngạc nhiên, hoặc có thể vì tiện để ngựa đi lại nên đường ở đây rộng một cách bất ngờ. Anh thấy những nơi khác trong thành phố đều không sản xuất hay có khu công nghiệp gì, đó là vì để đất cho những con ngựa lông dài này. Trên một tấm bảng còn viết bốn chữ ngoằn ngoèo, chuồng ngựa bình an. Chào cậu muốn gửi ngựa sao? Đinh Dũng còn chưa vào trong đã có một người đàn ông mặc quần áo vải thô đi tới, cười nói, chuồng ngựa bình an của chúng tôi là chuồng ngựa gần đây nhất, ở đây không những không gian sạch đẹp mà còn đảm bảo ngựa của cậu không bị đói. Một ngày chỉ cần 10 tệ là ngựa của cậu sẽ được phục vụ trong 24 tiếng đồng hồ, nói rồi, người đàn ông mở chuồng ngựa ra. Đột nhiên, một loại mùi chỉ có trên ngựa lông dài bốc lên. Mùi này bình thường có thể khó cảm nhận được nhưng một khi quá nồng sẽ khiến người ta cảm thấy khó chịu.
Ninh Dũng lúc này cũng vậy, ngửi thấy mùi này mà suýt buồn nôn. Chỉ cần 10 tệ một ngày sao, Ninh Dũng sững người. Không sai, cậu giao ngựa cho tôi là được, cầm lấy cái này đi làm thủ tục giấy tờ. Người đàn ông cầm lấy dây thừng ngựa, sau đó rút ra một cái tem đánh dán trên tai ngựa rồi đưa cho Đinh Dũng một tấm gỗ, có lẽ là để đảm bảo đã gửi ngựa. Sau khi làm xong thủ tục, Đinh Dũng thấy hơi ngỡ ngàng. Anh phát hiện tất cả mọi thứ ở đây đều rất rẻ, đặc biệt là, vừa rồi có người vì có người muốn gửi con ngựa một ngày mà trả giá gần cả nửa tiếng đồng hồ. Có điều Đinh Dũng cũng không nghĩ nhiều. Sau khi rời khỏi chuồng ngựa, anh tìm một khách sạn gần đó và phát hiện ở đây có sóng điện thoại. Anh vội sạc pin điện thoại. Không lâu sau đó, chiếc điện thoại sáng lên. Tinh, tinh. Chẳng mấy chốc, không biết bao nhiêu cuộc gọi nhỡ, tin nhắn dồn dập đổ về điện thoại khiến điện thoại Đinh Dũng kêu lên liên hồi. Một lúc sau điện thoại mới hiện màn hình chờ. Đinh Dũng vội mở tin nhắn ra, xem trong nửa tháng trời có những ai liên hệ với mình. Sau khi mở tin nhắn, Đinh Dũng mới cau mày. Tin nhắn đầu tiên đập vào mắt anh chính là của Hàn Phương Nhiên, Đinh Dũng, nhận được tin nhắn lập tức trả lời em. Thành phố Kim Châu loạn rồi. Sau đó Đinh Dũng lại tiếp tục xem những tin nhắn khác. Chỉ trong vòng chưa đầy một tháng mà đã có 450 tin nhắn. Phần lớn đều là của Hàn Phương Nhiên gửi tới, và còn một số tin nhắn của Kim Tư Kỳ. Nhưng điểm chung đều đề cập đến thành phố Kim Châu sắp loạn rồi. Thế nhưng cụ thể loạn về vấn đề gì thì không thấy nói đến. Nghĩ vậy, Đinh Dũng bất giác cau mày. Anh mới rời khỏi thành phố Kim Châu chưa lâu mà sao có thể loạn được. Và lại nghĩ tới gian khổ trong nửa tháng trời nay, trong lòng Đinh Dũng chợt nặng nề hơn. Cho dù giờ có quay về cũng phải mất không ít thời gian. Thế là Đinh Dũng hít vào một hơi thật sâu, vừa cầu cho Hàn Phương Nhiên không gặp phải chuyện gì, vừa gọi điện cho cô. Tút, tút, tút. Điện thoại kêu nhưng không ai bắt máy. Ba lần đều như vậy. Trong lòng Đinh Dũng lại cảm thấy nặng nề hơn hẳn. Anh lại gọi cho Kim Tư Kỳ. Cứ nghĩ sẽ không giống như Hàn Phương Nhiên nhưng nào ngờ cũng không ai nghe máy. Xong rồi, Đinh Dũng thầm than thở. Thành phố Kim Châu rốt cục xảy ra chuyện gì rồi? Đúng lúc này, điện thoại của Đinh Dũng đột nhiên vang lên. Anh đưa mắt nhìn và thấy Trương Bồi Sơn gọi đến. Anh vội nghe máy, hỏi, Bồi Sơn, thành phố Kim Châu xảy ra chuyện gì rồi? Anh Đinh, ôi ông trời của tôi! Anh Đinh, cuối cùng anh cũng nghe điện thoại rồi, bên trong điện thoại vang lên giọng nói của Trương Bồi Sơn. Hắn ta không đợi Đinh Dũng lên tiếng đã chủ động nói, anh Đinh, nghe nói anh đi khỏi Giang Bắc rồi. Giang Bắc xảy ra chuyện rồi, nói tới đây, Trương Bồi Sơn ngừng một lát như định sắp xếp lại trật tự câu nói. Đinh Dũng không hề dục mà trầm lắng lắng nghe, đợt một lát, Trương Bồi Sơn mới nói, vài ngày trước, Giang Bắc đột nhiên xảy ra một việc dị thường. Bốn ngọn núi lớn trong vùng cùng trong một ngày gặp đại loạn. Trong đó có hai ngọn núi trong đêm bị sét đánh trúng, tất cả động thực vật bên trên đều bị ảnh hưởng. Ngày hôm đó, những người hành pháp kiểm soát việc này luôn, đến giờ vẫn chưa rõ tình hình. Ngoài ra, Phong Long Sơn xảy ra sụt lún, nghe nói cả đỉnh núi đều sụt, cụ thể nguyên nhân tới giờ chưa rõ. Còn đỉnh Lạc Hà Phong, ở cái hồ dưới chân núi trong một đêm đột nhiên nổi sóng cao tới 10 mét. Có người nói thấy con rắn xanh ở mặt hồ, Trương Bồi Sơn nói với giọng huyền bí. Đinh Dũng nghe xong thì bất giác cau mày. Ở đây, ngọn núi Amadablam bị sụt lún tạo thành hố sâu, bây giờ bốn ngọn núi lớn ở Giang Bắc gặp vấn đề, trong lòng Đinh Dũng càng như bị đè nén. Người khác có thể không biết điều đó có nghĩa là gì nhưng anh thì lại rõ hơn ai hết. Bốn ngọn núi này được gọi với cái tên Tứ Đại Danh Sơn cũng là có lý do cả, đặc biệt là Lạc Hà Hồ lại xuất hiện bóng dáng rắn xanh. Những điều này chỉ là đồn đại có điều cũng đã lên báo rồi, không có lửa làm sao có khói, Trương Bồi Sơn nói xong thì như sợ Đinh Dũng không tin nên nói thêm một câu thể hiện hắn ta cũng chỉ nghe nói mà biết được chứ không biết việc này có thật hay không. Thành phố Kim Châu thế nào rồi, Đinh Dũng hít sâu, cố kìm nén việc của Tứ Đại Danh Sơn trong lòng rồi hỏi tiếp, Hàn Phương Nhiên và Kim Tư Kỳ tôi gọi không được. Bọn họ gặp phải chuyện gì sao? Trương Bồi Sơn nghe xong thì đột nhiên trầm lắng. Hồi lâu sau mới trả lời, chị dâu có lẽ là đi tham dự buổi hội thảo thương mại do Ủy ban thành phố Kim Châu tổ chức. Đây là hoạt động trong vùng Giang Bắc, mời tới những nhân vật có tầm ảnh hưởng, bố tôi cũng đi. Hóa ra là vậy, Đinh Dũng thở phào. Chỉ cần Hàn Phương Nhiên không sao là được. Có điều hiện giờ tình hình của tập đoàn Hàn Thị lại không được khả quan. Bất động sản đỉnh Kim cũng gặp vấn đề, nói tới đây,
Trương Bồi Sơn lại thở dài, anh Đinh, xin lỗi anh. Có chuyện gì mà tập đoàn Hàn Thị và bất động sản Đỉnh Kim lại? Ý cậu là gì? Đinh Dũng thẫn thờ một lúc, vô thức hỏi. Trong điện thoại vang lên tiếng thở dài của Trương Bồi Sơn. Hắn ta do dự một hồi rồi mới nói, đại đương gia của hội Hắc Mã xuất hiện rồi, kéo cả nhà họ Thiết vào. Hiện giờ đang hợp lực với nhà họ Viên trừng trị hội Hắc Mã, sau đó giành lại địa bàn từ tay chúng tôi, bao gồm cả địa bàn phía quán Ba Khuynh Thành. Giờ bố tôi bảo tôi huy động anh em bảo vệ căn cứ địa, giọng Trương Bồi Sơn trầm xuống, có thể nghe ra được sự bất mãn của hắn ta với quyết định của Trương Thiệu Thích. Tôi biết rồi, Đinh Dũng suy tư một lát rồi nói với Trương Bồi Sơn, quyết định của bố cậu không sai. Cho người canh giữ căn cứ địa, nhường địa bàn cho bọn họ trước rồi đợi tôi về tính tiếp. Hai, loạn rồi, Đinh Dũng không khỏi thở dài. Anh Đinh, bao giờ anh về, nghe Đinh Dũng nói vậy, Trương Bồi Sơn bất giác hỏi lại. Đinh Dũng đáp, tôi cố gắng nhanh nhất có thể, việc ở đây giải quyết xong xuôi tôi nhất định quay về. Thời gian này giúp tôi bảo vệ Hàn Phương Nhiên và em gái tôi, Hàn Phương Nhiên và Đinh Dũng hiện giờ là người thân cận nhất của hắn, quyết không thể để xảy ra sai sót. Ngắt điện thoại, Đinh Dũng nhắm mắt suy nghĩ hồi lâu, trong lòng anh hết sức hỗn loạn. Vốn dĩ lần này sau khi thành công luyện được Thánh Tâm Quyết, Đinh Dũng định che giấu thân phận rồi dần dần tăng thực lực, khôi phục lại tầng đỉnh phong xong thì lại tính các việc khác nhưng biến cố lần này lại làm hỏng kế hoạch của anh. Đặc biệt là chuyến đi về phía Bắc lần này. Đinh Dũng đã nếm trải và cảm nhận được một loạt những dị biến sau khi ngọn núi Ama De Blam sụt lún. Nếu như vùng Giang Bắc cũng giống như nơi này thì rắc rối to. Buộc phải nhanh chóng tìm được Kim Vô Đạo. Trước đây khi Kim Vô Đạo dẫn người tới đây có lẽ là đã biết một vài việc mà Đinh Dũng không biết. Nếu như bọn họ tới Bắc Cảnh là vì điều tra những việc dị thường ở đây thì, ở đâu có việc dị thường xảy ra thì có lẽ bọn họ ở đó, Đinh Dũng nheo mắt thầm nhủ. Nghĩ vậy. Anh không chần chừ thêm nữa, cứ thế đứng dậy rời khỏi khách sạn, sau đó tìm một quán ăn vừa phải, không quá lớn. Nếu nói nơi nào nghe được nhiều thông tin và không để lộ hành tung thì chắc chắn là quán ăn, nơi có nhiều người qua lại. Về điểm này thì cho dù là thời xưa hay thời nay thì đều giống nhau cả. Vì người ta ăn uống thì mới trò chuyện một số việc xảy ra gần đây. Lúc này Đinh Dũng chọn một quán ăn phù hợp với những điều kiện này vì ở đây lượng người qua lại nhiều. Anh tới một mình sao? Anh ăn gì? Vừa vào trong đã có một nhân viên phục vụ đi tới nhưng thấy cách ăn mặc của Đinh Dũng thì tỏ thái độ khác thường. Cảm nhận được thái độ khác của nhân viên phục vụ, Đinh Dũng có vẻ khó chịu. Anh vốn định nhập gia tùy tục nên mới thay quần áo của mình mặc áo khoác làm từ da gấu nhưng nào ngờ thành phố Lôi Nhĩ lại là một thành phố hiện đại. Người ở đây đều mặc áo lông vũ, đồ Đinh Dũng mặc trên người lại khác biệt so với những người khác. Theo nhân viên phục vụ này thấy thì cách ăn mặc của Đinh Dũng không khác gì tên nhà quê. Đinh Dũng cũng không ngờ rằng loại áo mà chỉ có người giàu ở Giang Bắc mới mua được thì ở Bắc Cảnh lại chẳng đáng một xu. Cho tôi ăn đặc sản ở đây, tiện cho tôi hũ rượu uống cho ấm người, Đinh Dũng cười nói. Tên này đã coi mình là nhà quê thì anh phải diễn cho đạt thân phận này mới được, thế là anh lại cười đôn hâu, nói tôi vừa tới thành phố này, không biết gần đây có việc gì hay ho không. Hừ. Nói nhiều, ai ngờ nhân viên phục vụ không những không trả lời Đinh Dũng mà ngược lại còn hắng giọng, nhìn Đinh Dũng một lượt từ trên xuống dưới, ăn uống rượu gì. Rượu chỗ chúng tôi không rẻ đâu, anh nghĩ cho kỹ. Đắt cỡ nào, Đinh Dũng nhướng mày hỏi. Từ khi tới đây, anh vẫn chưa phát hiện ra có thứ gì đắt đỏ, đến cả khách sạn 5 sao anh cố ý chọn cũng chẳng tới 20 tệ mà rượu ở đây có thể đắt nổi sao. Hừ, đúng là chưa trải sự đời, nhân viên phục vụ kia lên giọng. Đặt thực đơn trước mặt Đinh Dũng, nói tôi khuyên anh tốt nhất nên tự lượng sức mình, đừng chi tiêu cả tiền sinh hoạt trong tháng. Nghe vậy, Đinh Dũng không hề tỏ ra tức giận mà ngược lại còn hiếu kỳ. Rượu của quán ăn này đắt tới mức nào? Vừa nghĩ, Đinh Dũng vừa mở thực đơn ra, cứ thế lật tới trang cuối cùng. Khi thấy giá chai rượu, Đinh Dũng như ngã ngửa. Giá của chai này quả thật rất đắt, mặt Đinh Dũng tỏ vẻ khác thường, chỉ vào một chai trong đó, tên gọi là rượu Thiên Nhật Nhướng. Nói chai này đi. Nếu theo như giá trong này mà nói thì giá của chai rượu này quả thực rất cao, về cơ bản cũng phải bằng giá ở khách sạn của anh trong một đêm. Thế nhưng loại rượu có giá hơn 100 tệ đối với Đinh Dũng mà nói thì lại không thể coi là đắt. Cái gì, anh lấy chai Thiên Nhật Nhướng, nhân viên phục vụ há mồm, suýt thì cầm rụng ra ngoài. Cậu ta nhìn Đinh Dũng bằng con mắt hiếu kỳ,
trong lòng không khỏi thắc mắc, tên này sao trông không giống tên có tiền, lẽ nào mình nhìn nhầm? Là anh ta cố ý ăn mặc thế này sao? Thế nào, có vấn đề gì sao? Đinh Dũng nhướng mày, luôn thấy mình đã bỏ lỡ mất điều gì đó. Cậu nhân viên kia sững người, sau đó lập tức hít vào một hơi thật sâu và xác nhận lại lần nữa, anh chắc chắn gọi chai này chứ? Một chai 145 tệ đấy. Không sai, chính là chai này, Đinh Dũng gật đầu, đảo mắt nhìn rồi hỏi, cậu thanh niên, tôi hỏi cậu, mỗi tháng làm việc ở đây của cậu được bao nhiêu tiền? Lương của chúng tôi ở đây có thể được coi là tầm trung trở lên ở trong thành rồi. Một tháng mà tôi chăm chỉ làm việc thì có thể kiếm được 2.000 tệ, khi nói tới 2.000 tệ, mặt cậu ta rõ vẻ đắc ý. Thế nhưng Đinh Dũng lại khác, cuối cùng anh cũng hiểu ra tại sao khi thấy anh gọi chai Thiên Nhật Nhướng, cậu ta lại tỏ ra khác thường như vậy. Nếu theo mức lương của cậu ta mà nói thì một tháng kiếm 2.000 tệ, uống một chai rượu hơn 100 tệ quả thực là một điều xa xỉ. Thế nào? Anh muốn tìm việc chỗ chúng tôi à? Nói tới đây, nhân viên phục vụ mặt mày tối sầm lại nhìn Đinh Dũng chằm chằm, không phải đến công việc mà anh cũng không có đấy chứ. Tôi nghi ngờ anh có tiền để thanh toán không đấy. Khụ khụ, Đinh Dũng sờ vào túi. Vốn dĩ anh định bỏ qua cho cậu ta nhưng kết quả vừa sờ vào túi quần, anh mới nhận ra mình không mang theo tiền mặt. Thế nhưng cảnh này trong mắt cậu nhân viên phục vụ kia lại càng khiến cho cậu ta tin rằng Đinh Dũng không có tiền thanh toán. Cậu ta bật cười, nói rõ to, đúng là tên nhà quê, muốn ăn không muốn trả. Ai mà to gan vậy? Dám ăn không ở cửa hàng ông chủ lý, đúng lúc này, một giọng nói có vẻ coi thường vang lên. Người tới là một cậu thanh niên mặc bộ đồ Âu màu đen xám, bên trong mặc chiếc áo sơ mi trắng. Cậu ta đeo cặp kính gọng tròn, trông rất nho nhã. Lưu công tử, ngọn gió nào đưa anh tới đây thế này? Nhân viên phục vụ kia thấy người thanh niên vừa tới thì liền đi đến đón tiếp, mặt mày vẻ nịnh nọt thấy rõ. Nghe vậy, Lưu công tử tỏ thái độ rất thoải mái, cố ý ho hắng một tiếng rồi cười nói, tôi muốn ăn món tủ ở đây, vừa hay hẹn vài người bạn đi cùng. Sao thế, gặp rắc rối gì, nói rồi, Lưu công tử liếc ánh mắt sang phía Đinh Dũng. Sự xuất hiện của Lưu công tử khiến cho tiệm cơm náo nhiệt hơn hẳn. Vốn dĩ khách khứa trong này rất đông. Lúc này vì sự xuất hiện của cậu ta nên lại thu hút sự chú ý của tất cả mọi người. Xem ra tên này rất có danh tiếng trong thành phố Lôi Nhĩ. Hai, tên này muốn ăn không ở chỗ chúng tôi, nhân viên phục vụ chỉ vào Đinh Dũng với vẻ mặt châm chọc. Đinh Dũng đột nhiên cau mày nhìn nhân viên phục vụ, nói, cậu thanh niên, từ nãy tới giờ tôi chưa nói câu nào là không trả tiền thì phải. Và lại cậu còn chưa lên đồ thì sao có thể nói tôi ăn không được. Lẽ nào quán ăn này vẫn hay ăn nói bừa bãi vậy sao? Tôi ăn nói bừa bãi. Anh cũng không nhìn lại cái bộ dạng nghèo rất mồng tơi của mình xem. Một chai Thiên Nhật Nhướng hơn 100 tệ. Anh có trả nổi không? Nhân viên phục vụ mặt mày tỏ vẻ coi thường, châm chọc nói. Thiên Nhật Nhướng, trời ơi, tôi phải làm ngày làm đêm mới kiếm lại được số tiền này đấy. Đúng vậy, người này đúng là không biết trời cao đất dày, có tiền mua bộ quần áo mặc không được sao? Nghe nhân viên phục vụ nói, khách khứa trong quán bắt đầu xôn xao. Những lời này đến tai Đinh Dũng lại khiến anh dở khóc dở cười. Thực ra khi nhân viên phục vụ nói ra số tiền lương của cậu ta, Đinh Dũng đã đoán ra đại khái có vấn đề gì rồi. Bắc Cảnh vốn là một vùng đất nghèo khó, lại thêm thời tiết khắc nghiệt vì vậy về cơ bản rất ít người muốn sống ở đây. Điều này cũng khiến vật giá ở Bắc Cảnh rẻ hơn rất nhiều so với các vùng khác. Thứ mà Bắc Cảnh dư giả nhất chính là da và lông động vật vì vậy bọn họ không coi trọng những thứ này và thấy những sản phẩm công nghiệp hóa theo kiểu Âu mới là tượng trưng cho sự cao quý. Nghĩ tới những gian khổ trước đó ở thành phố Lôi Nhĩ, Đinh Dũng lại càng tin vào điều này. Phố Lôi Nhĩ đến sân bay còn chẳng có. Chỉ cần không phải là tình huống cần thiết thì anh tin chẳng ai muốn chịu khổ ở đây. Thiên Nhật Nhướng, Lưu công tử cũng sững người, nhìn Đinh Dũng từ đầu tới chân một lượt. Cười nói, anh ta muốn mua Thiên Nhật Nhướng thì cứ lấy cho anh ta. Nếu không thanh toán được thì dựa vào sức ép của ông chủ lý nhà cậu mà còn không phải sợ anh ta chạy sao. Đây, nhân viên phục vụ do dự một lát. Sao cậu biết tôi không trả nổi tiền? Nếu tôi trả được thì sao? Đinh Dũng nhướng mày nhìn bộ dạng mỉa mai của Lưu công tử. Tên Lưu công tử này tuổi còn trẻ nên hãy còn hung hăng. Nghe Đinh Dũng nói vậy thì bật cười lạnh lùng, dựa vào anh. Tôi thật không tin anh có thể trả nổi. Nếu như anh trả được thì tôi gọi anh bằng ông, thế nào?
Nhưng nếu anh không trả được thì phải quỳ xuống dập đầu lạy tôi ba lạy, gọi tôi một tiếng ông Lưu, tôi sai rồi. Anh có dám không? Lưu công tử chắp tay ra sau, bộ dạng chắc thắng. Nghe vậy, Đinh Dũng không khỏi lắc đầu. Tên này không biết lấy đâu ra tự tin, chẳng nhẽ bao nhiêu năm rồi mà không có lấy người ngoài vùng vào tới Bắc Cảnh sao? Thế nào, có dám chơi không? Đinh Dũng không nói gì khiến Lưu công tử nhướng mày đắc ý. Sao cậu lại cho rằng đến 100 tệ mà tôi cũng không trả nổi? Đinh Dũng nhìn sang Lưu công tử, hỏi tiếp, hay là ngay từ đầu cậu đã định sẽ nhận thua? Tôi, Lưu công tử xứng người. Đinh Dũng nghe vậy thì nhướng mày, khoanh tay trước ngực, lãnh đạm nói, vậy cậu nói xem cách chơi thế nào? Vậy thì tôi và anh cùng ra giá, xem ai ra giá cao hơn. Đột nhiên Lưu công tử cười giảo hoạt nhướng mày nhìn Đinh Dũng tỏ vẻ đắc ý. Theo cậu ta thấy cho dù Đinh Dũng có ít tiền nhưng cậu ta là nhị công tử của nhà họ Lưu dù gì cũng là gia tộc có số má ở thành phố Lôi Nhĩ, tên này có thể so với mình sao? Lưu công tử càng nghĩ càng thấy lần này Đinh Dũng thua chắc rồi, thế nên không đợi Đinh Dũng lên tiếng, cậu ta lại nói, nếu như anh có thể thắng tôi thì sau này khi gặp mặt, tôi không những gọi anh một tiếng bằng ông mà tôi còn cam tâm tình nguyện làm đàn em của anh, sau này anh bảo gì tôi làm ấy. Thế nào, chơi không, Lưu công tử hất cằm. Cảnh này trong mắt khách quan xung quanh không khỏi khiến người ta cảm thấy cạn lời. Cách khích tướng này của Lưu công tử quá thấp kém, xem ra trò hay này không thành rồi. Chơi chứ, sao không chơi, thế nhưng nào ngờ Đinh Dũng lại đồng ý. Anh nhìn Lưu công tử, cười rồi chắp tay ra sau nói, nhận được đàn em thì sao không chơi. Hừ, tôi cảnh cáo anh, nếu anh thua thì lập tức quỳ xuống lạy tôi ba lạy, sau đó cút ra khỏi đây cho tôi. Lưu công tử mặt mày tối sầm cả lại, chỉ ra ngoài nghiến răng nói, nhớ, cút ra ngoài. Phục vụ, chai rượu này tôi trả 1.000 tệ, lên rượu, Đinh Dũng không để ý đến Lưu công tử, cứ thế nhìn sang nhân viên phục vụ, không mang tiền mặt, lát nữa tôi chuyển tiền cho các cậu. 1.000 tệ, mặt Lưu công tử biến sắc, mặc dù 1.000 tệ đối với cậu ta mà nói không là gì cả nhưng gần đây bố và anh trai cậu ta đều đang cắt giảm chi tiêu sinh hoạt của cậu ta nên 1.000 tệ này không là gì cả. Đinh Dũng thấy bộ dạng đó của Lưu công tử thì trong lòng vẫn điềm nhiên như thường. Tên này không thể có tiền được, thế là anh cố ý khích tướng, thế nào? 1.000 tệ mà đã sợ rồi sao? Xem ra nhà họ Lưu cũng không phải gia tộc có tiền nhỉ? Khốn khiếp! Tôi ra 1.500, Lưu công tử nghe vậy thì nghiến răng nạt lại, cho dù ra bao nhiêu tiền thì tôi cũng ra cao giá hơn anh. Tôi xem anh đấu thế nào. Lưu công tử mắc bẫy rồi, lần này e rằng gay cấn đây. Chưa chắc, nhà họ Lưu nhiều tiền lắm của, cho dù có bỏ ra bằng ấy tiền thì e rằng cũng không là gì đâu. Khách khứa trong quán đâu còn tâm trạng ăn uống, tất cả đều nhìn về bên này đoán xem hai người này rốt cục ai thắng ai thua. Đương nhiên về cơ bản thì 99% người ở đây đều đánh giá Lưu công tử cao hơn vì dù sao nhà họ Lưu cũng là gia tộc hạng 2. Gia tộc hạng 2 ở thành phố Lôi Nhĩ cũng có thể coi là một sự tồn tại đỉnh cao rồi. Cậu chắc chắn ra giá cao hơn tôi, Đinh Dũng đã đoán định được tên này chẳng có lấy mấy đồng. Anh quyết định cho Lưu công tử sáng mắt. Đương nhiên, quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy, nghe Đinh Dũng nói vậy, Lưu công tử lập tức gật đầu. Tiểu tử! Đừng có lấy trứng chọi đá, Lưu nhị công tử không phải là người mà cậu có thể đụng tới đâu, mau xin lỗi đi, ở phía cách đó không xa một người đàn ông gãi gãi mũi nhìn Đinh Dũng khuyên giải. Nghe có người nói vậy, những người khác cũng thêm lời, đúng vậy, vì sĩ diện mà tiêu hết số tiền tích góp thì không đáng. Đinh Dũng chỉ cười chứ không hề do dự thêm, cứ thế rút điện thoại trong túi ra, nói tôi ra giá 10.000 tệ. Nếu cậu chắc chắn có thể hơn giá tôi thì chai rượu này thuộc về cậu. Tôi thua. 10.000 tệ, tiểu tử, cậu điên rồi à, nghe Đinh Dũng ra giá 10.000 tệ, người đàn ông trung tuổi vừa khuyên giải anh suýt nữa thì nhảy dựng cả lên. 10.000 tệ là khái niệm gì? Đó là thu nhập của hơn nửa đời người rồi, Đinh Dũng có thể bỏ ra số tiền đó mua một chai rượu, đúng là xa xỉ. Anh có thể trả được 10.000 tệ sao? Lưu công tử tái mét mặt nhưng rất nhanh đã quay về trạng thái bình thường, cười lạnh lùng tôi thấy anh đang nói bừa phải không hả? Nếu anh mà bỏ ra được 10.000 tệ thì coi như tôi thua. Anh trả tiền đi. Lưu công tử rõ ràng thể hiện thái độ chơi với Đinh Dũng đến cùng. 10.000 tệ cho dù là cậu ta thì cũng khó mà lấy ra được, và lại trong chốc lát dùng đến nhiều tiền như vậy, bố và anh trai cậu ta nhất định sẽ không để cậu ta yên. Nghĩ vậy,
Lưu nhị công tử hắng giọng, Ninh Dũng trông chẳng khác gì tên nhà quê mà có thể bỏ ra được số tiền đó sao? Xem ra Lưu công tử nhận thua rồi, Ninh Dũng mỉa mai, rút điện thoại và thẻ ngân hàng từ trong túi ra, nhìn về phía nhân viên phục vụ chuyển khoản hay là quẹt thẻ, cậu chọn đi. Anh, cậu nhân viên kia tái mặt, lẽ nào tên này có thể trả 10.000 tệ sao? Lưu công tử nghe vậy thì cũng biến sắc, cậu ta cau mày nhìn Ninh Dũng, trong ánh mắt không khỏi vẻ hoài nghi. 10.000 tệ mặc dù Lưu Khánh Vũ như cậu ta có thể lấy ra được nhưng không phải nói tiêu là tiêu được. Có thể quẹt thẻ không? Thấy nhân viên phục vụ không nói gì, Đinh Dũng quay đầu nhìn cậu ta. Được, được chứ, cậu nhân viên phục vụ lắp bắp. Trong lòng cậu ta không khỏi hối hận, cậu ta thấy bộ dạng đó của Đinh Dũng rõ ràng là chắc chắn nên mới dám làm vậy. Có thể vung ra cả 10.000 tệ. Chí ít cũng là thiếu gia nào đó trong gia tộc hạng nhất chứ không phải là người mà nhân viên phục vụ như cậu ta đụng tới được. Vậy thì quẹt đi, Đinh Dũng đưa thẻ ngân hàng cho cậu ta sau đó nhìn sang Lưu công tử nhếch miệng mỉa mai. Thế nhưng bộ dạng đó của Đinh Dũng lại khiến Lưu Khánh Vũ tối sầm mặt. Nếu Đinh Dũng chủ động lên tiếng thì còn tốt vì cậu ta còn có thể rảo biện vài câu hoặc nói việc này sang một hướng khác. Có điều bây giờ Đinh Dũng lại chẳng nói gì mà cứ nhìn chằm chằm cậu ta. Thực sự khiến cậu ta như ngồi trên đống lửa, bất an thấp thỏm. Không biết cậu là công tử của gia tộc nào, đúng lúc này, một ông già tóc bạc ngồi ở góc nhìn Đinh Dũng cười hỏi, các công tử thiếu gia trong 10 gia tộc hạng lớn ở đây về cơ bản tôi đều đã từng gặp, xem ra có vài gia tộc giấu người kỹ quá. Nói tới đây, trong mắt ông ta tỏ vẻ hoang mang còn Đinh Dũng nghe xong thì chỉ nheo mắt, chỉ cười chứ không lên tiếng mà nhìn sang Lưu Khánh Vũ. Cảm nhận được ánh mắt của Đinh Dũng. Lưu Khánh Vũ vừa định nói gì đó thì đột nhiên ông già kia lại bật cười, Lưu nhị công tử, câu nói vừa rồi của cậu tôi nghe thấy rồi, làm người nếu như dám cược thì thua phải nhận rồi. Tôi, anh có bị điên không hả? Bỏ ra 10.000 tệ mua một chai rượu, Lưu Khánh Vũ mặt mày đỏ bừng lên. Khánh Vũ, sao vậy? Đúng lúc này, mấy người đi tới, từ phía xa đã thấy Khánh Vũ vẫy tay, chú đứng đây làm gì, còn không mau vào đi, bọn anh đợi lâu rồi đấy. Nghe vậy. Mặt Lưu Khánh Vũ tái đi, nếu như để cho mấy người bạn của cậu ta trông thấy bộ dạng này của mình thì chắc chắn sẽ cười rụng hàm mất. Thế là Lưu Khánh Vũ vội cười xòa, khoát tay nói, mọi người cứ vào ăn trước đi, tôi xử lý ít chuyện rồi vào sao. Nói rồi, cậu ta lén nhìn sang Đinh Dũng một cái, khẽ nói ông, tôi gọi anh một tiếng bằng ông. Là tôi có mắt như mù, ông tha cho tôi lần này nhé, sau này gặp ông, tôi đi đường vòng. Coi như cậu biết điều. Tha cho cậu lần này, Đinh Dũng khoanh tay trước ngực, nhướng mày. Thấy Đinh Dũng đồng ý, Lưu Khánh Vũ thở phào, sau đó cậu ta còn chưa vui được bao lâu thì mấy người bạn của cậu ta đã xông ra ngoài hùng hổ. Lưu Khánh Vũ còn chưa hiểu chuyện gì thì mấy người đã chỉ vào Đinh Dũng mà mắng, chính mày bắt nạt người anh em của bọn tao à. Thấy mình có ít tiền thì tưởng mình ngon lắm chắc. Đúng vậy, trong thành này người có tiền nhiều vô kể, chưa đến lượt mày dạy bọn tao đâu. Một thanh niên dáng người thô kệch đi tới, vỗ vào vai Lưu Khánh Vũ, tiểu Lưu, cậu yên tâm, tên này bắt nạt cậu, chúng tôi phải cho hắn biết thế nào là lễ độ. Các người là ai? Ninh Dũng nhìn bốn, năm tên trai trai, hỏi với giọng hứng thú. Đến bọn tao mà mày còn không biết, năm tên kia nghe vậy thì bật cười ha hả. Gã thanh niên dáng người thô kệch nhìn Ninh Dũng với ánh mắt khó chịu, bố tao là đội trưởng đội Tây Thành Vệ. Mày dám đụng đến anh em bọn tao thì tao sẽ không tha cho mày. Anh Dư, việc này bỏ qua đi, Lưu Khánh Vũ mặt mày khổ sở nói. Việc của cậu ta và Đinh Dũng đã xong xuôi cả, thế nhưng Lưu Khánh Vũ lại không muốn đắc tội với Trần Dư. Bố của Trần Dư là một đội trưởng của nhóm bảo vệ Tây Thành Vệ, là người của chủ phủ thành. Mấy gia tộc bọn họ cũng không dám đắc tội. Không được, quyết không thể như vậy, Trần Dư mặt mày cao ngạo. Hắn ta sống ở thành phố Lôi Nhĩ bao nhiêu năm nay mà chưa từng thấy kẻ nào không nể mặt mình như vậy. Nghĩ tới trước đó nghe nói Đinh Dũng bỏ ra 10.000 tệ, Trần Dư cũng không phải ngốc. Hắn ta biết không thể đọ tài chính với Đinh Dũng được nên bật cười lạnh lùng chỉ vào Đinh Dũng, trông cái ngữ như mày kìa, có dám đấu tay chân với tao không? Tao thấy mày không dám đâu, hay là mày quỳ xuống dập đầu xin lỗi, tao tha cho mày lần này, Trần Dư chắp tay ra sau, liếc Đinh Dũng. Mỉa mai, tao khuyên mày tốt nhất đừng lấy trứng chọi đá, nếu không, tới lúc đó gãy tay gãy chân thì đừng có trách tao. Một thằng oát con còn chưa trưởng thành, tao không có hứng, Đinh Dũng lắc đầu, sau đó nghiến răng,
sau đó nhìn sang Lưu Khánh Vũ nãy giờ vẫn im lặng, tao và hắn đã tính toán xong xuôi rồi, có phải không, nói rồi, Đinh Dũng lại nhìn sang Lưu Khánh Vũ. Thấy Đinh Dũng đẩy mọi chuyện về phía mình, Lưu Khánh Vũ mặt mày đỏ bừng lên, cúi đầu một lúc lâu mới nói tôi, cam tâm nhận thua, gọi anh một tiếng bằng ông. Ha ha ha, dám thừa nhận, được lắm, ông già trước đó nghe vậy thì bật cười. Đinh Dũng nhìn sang ông ta một cái rồi lắc đầu, nói với nhân viên phục vụ xứng sở hồi lâu, rượu và món ăn của tôi đã có thể lên được chưa? Được, được rồi ạ, giờ tôi đi chuẩn bị cho anh ngay, cậu nhân viên kia lắp bắp, vội gật đầu nói. Lần này cậu ta đã bị dọa cho hết hồn rồi. Người trước mặt này chỉ cần vung tay có thể bỏ ra cả 10.000 tệ thì đâu thể là người mà một nhân viên như cậu ta có thể đụng tới được. Giờ chỉ có thể mong Đinh Dũng không tính toán, không gây rắc rối cho mình mà thôi. Đợi đã, Đinh Dũng quay người đi về phía vị trí ngồi bên cạnh. Mặt Trần Dư tái đi, cũng không biết hắn lấy đâu ra dũng khí mà lao như mũi tên về phía Đinh Dũng, đồng thời nắm chặt tay, đám về phía gáy Đinh Dũng. Trần Dư từng luyện công, nắm đấm rắn giỏi. Cú đấm này tung ra đừng nói là cổ của con người mà chỉ cần là một cái cây cỡ vừa thôi cũng sẽ gãy ngay, cho nên khi mọi người thấy cảnh này thì đều tái mét mặt mày. Tiểu tử, ông già kia cũng biến sắc, cau mày đứng dậy. Thế nhưng lúc này nắm đấm của Trần Dư đã tung ra, chỉ còn cách Đinh Dũng không tới nửa mét. Đinh Dũng thấy vậy thì không hề có ý né tránh, theo như tất cả mọi người thấy thì anh rõ ràng không hề phản ứng lại. Trần Dư từ do dự tới nghiến răng, tới cuối cùng là mặt mày giảo hoạt. Hắn ta không thu nắm đấm về nữa mà quyết tâm đánh Đinh Dũng thật đau. Vút, nắm đấm vung giữa không trung, lúc này bước chân Đinh Dũng khựng lại. Khi mọi người cho rằng Đinh Dũng nhất định sẽ bị trúng đòn thì cơ thể anh đột nhiên thoát ẩn thoát hiện như bóng ma vậy, không ai nhìn rõ được Đinh Dũng làm thế nào nhưng giây phút sau đó, anh giơ tay bắt lấy nắm đấm của Trần Dư. Sau đó dùng lực khiến cho lực đạo của nắm đấm đó như đánh vào không trung, bị Đinh Dũng chuyển hướng. May, Trần Dư mặt cắt không còn giọt máu. Cảm giác này khiến hắn ta rất khó chịu nhưng hắn ta còn chưa nói xong thì miệng Đinh Dũng đã nhếch lên và bật cười lạnh lùng. Anh không cho Trần Dư cơ hội phản ứng lại, nắm đấm tung ra, đánh vào cánh tay Trần Dư khiến tay hắn như rụng rời. Sau đó, Đinh Dũng tung đòn. Ngoắc tay vào cổ Trần Dư rồi dùng lực ghì khiến Trần Dư đau đớn vùng vẫy mãi không thôi. Cậu thanh niên, thân thủ được lắm, ông già ban nãy thấy vậy thì mắt sáng cả lên, tán thưởng Đinh Dũng. Đinh Dũng không để ý đến ông ta mà nhìn sang Trần Dư, lãnh đạm nói, chỉ dựa vào chút bản lĩnh còn con của mày mà đòi đấu với tao. Nếu không phải tao nể mặt người khác thì tao đã phế mày đi rồi, dứt lời, Đinh Dũng hắng giọng nói với Lưu Khánh Vũ. Còn có lần nữa thì cho dù bố mày là ai, tao cũng giết mày không tha. Dừng tay, trong thành cấm dùng võ thuật, mày, anh đừng có làm bừa, đúng lúc này, vài người bạn của Trần Dư mới phản ứng lại chỉ vào Đinh Dũng mà nạt nộ. Đúng vậy, thân thủ như anh đánh bọn tôi thì được cái gì, có bản lĩnh tới tham gia săn bắt xem, một tên khác trốn sau lưng Lưu Khánh Vũ, nói các cao thủ trong thành đều tham gia săn bắt, nếu anh tham gia săn bắt, chúng tôi mới phục. Săn bắt, Đinh Dũng cau mày nhìn Trần Dư đầy ngờ vực. Ha ha ha, cậu thanh niên, với thân thủ của cậu mà đi săn bắt thì miễn cưỡng cũng có thể coi là đủ tư cách. Đúng lúc này, ông già kia mới đi tới, nhìn Đinh Dũng nói, trong tộc tôi vừa hay cũng có vài người, cậu có muốn suy nghĩ thêm không? Săn bắt, Đinh Dũng vô thức hỏi lại. Cái gì, anh còn không biết săn bắt là gì sao, cho dù là Lưu Khánh Vũ hay Trần Dư thì đều trợn tròn mắt nhìn, không sao tin nổi. Mặc dù săn bắt theo kiểu vây bắt mới xuất hiện 2 năm gần đây nhưng cũng là một việc đại sự ở thành phố Lôi Nhĩ rồi, thế mà tên này còn không biết. Thế nhưng ông già kia nghe xong thì mắt lại sáng lên. Ông ta đã đoán trước được Đinh Dũng là một hậu bối trong một đại gia tộc hoặc thế lực lớn nào đó ẩn mình rất kỹ, lúc này nghe Đinh Dũng nói đến săn bắt mà còn không biết, lại mặc cả cái áo lông to sụ trên người, chắc chắn là người tu luyện ở vùng nào đó mà người ta không biết. Ông ta càng thắc mắc về thân phận của Đinh Dũng hơn. Cậu đã không muốn tiết lộ thân phận thì trong tộc cũng sẽ không cho cậu danh phận tham gia. Muốn tham gia thì hợp tác với tôi, như vậy được một công đôi việc, ông già kia nhìn Đinh Dũng cười nói. Đinh Dũng không nghĩ nhiều, anh chỉ hiếu kỳ săn bắt theo kiểu vây rốt cục là gì, nên mới cười hỏi, săn bắt theo kiểu vây mới xuất hiện 2 năm gần đây phải không? Gần 2 năm nay tôi không ở đây nên không rõ tình hình. Mong ông chỉ giáo. Nói tới đây,
Đinh Dũng lại nhìn sang ông già kia, gật đầu. Mặc dù anh không biết ông ta có mục đích gì nhưng chỉ cần ông ta không có ác ý với anh là được, còn cái gì mà vây bắt, nếu như có liên quan tới những việc xảy ra ở Bắc Cảnh thì Đinh Dũng nhất định phải xem. Vài năm trước, ngọn núi Amadablam sụt lút, từ lúc đó cả Bắc Cảnh dần dần xuất hiện không biết bao nhiêu thực vật có thể thúc đẩy sinh vật tiến hóa, vì vậy sinh ra không ít tuyết quái. Ở dạng núi bên ngoài thành phố Lôi Nhĩ có không biết bao nhiêu tuyết quái tụ tập lại cho nên vây bắt được tổ chức mỗi năm một lần, là ngày vây bắt và giết những tuyết quái vào dạng núi của phố Lôi Nhĩ. Nói tới đây, ông già kia mới nhìn Đinh Dũng, dạng núi phố Lôi Nhĩ cậu biết chứ? Tôi biết, Đinh Dũng gật đầu. Anh từng nghe nói tới dạng núi ở phố Lôi Nhĩ nhưng đó là việc của rất lâu trước kia rồi. Bên trong đó hiện giờ có rất nhiều tuyết quái, và lại xuất hiện một thế lực thần bí ngăn cản người thường đi vào. Chủ thành mới tuân theo lệnh cảnh chủ, tổ chức đại hội vây bắt, mời những anh tài tuấn kiệt ở khắp các gia tộc tới dạng núi thăm dò. Ông già kia chắp tay ra sau nheo mắt nhìn Đinh Dũng, nói tiếp, bên trong đó có không ít bảo vật, và lại còn có những loại cây dị thường có thể khiến người ta tiến hóa. Nếu như có thể tìm được một cây thì không uổng đi một chuyến. Những cao thủ trẻ tuổi trong thành phố Lôi Nhĩ đều lựa chọn tham gia. Ngăn cản người thường đi vào, Đinh Dũng sững người. Đây là lần đầu tiên anh nghe thấy việc này. Nghe giống như có trận pháp nào đó được bố trí vậy. Lẽ nào trong dạng núi của phổ Lôi Nhĩ có trận pháp vào hạo động sao? Còn ông già kia nói những thanh niên anh tài tuấn kiệt ở thành phố Lôi Nhĩ đều tham gia, vậy mấy người phía Kim Vô Đạo có tham gia vây bắt không? Nghĩ vậy, Đinh Dũng hít vào một hơi thật sâu, hỏi, ông chắc chắn phần lớn mọi người đều lựa chọn tham gia vây bắt chứ? Đương nhiên rồi, vây bắt là hoạt động được ưa chuộng và thu hút nhất mấy năm gần đây, gần như các gia tộc đều phái người tới tham gia. Trong tay tôi cũng có vài người, nếu cậu đồng ý gia nhập thì chúng ta có thể hợp tác, ông già kia gật đầu nói. Nói rồi, ông ta nheo mắt, rút một tấm lệnh bài từ trong túi ra, đặt lên bàn, nếu cậu muốn tham gia thì tới nhà họ Phùng tìm tôi. Còn hai ngày nữa diễn ra cuộc vây bắt, cậu có thể suy nghĩ thêm, dứt lời. Ông ta không nói thêm gì nữa, cứ thế quay người rời đi. Đợi sau khi ông ta rời đi, Đinh Dũng mới nghĩ ngợi một hồi, vừa ăn cơm vừa nghe người ta nói chuyện và phát hiện hoạt động vây bắt quả thật rất được ưa chuộng ở đây. Trong dạng núi ở thành phố Lôi Nhĩ có khả năng có manh mối cần tìm, nếu như mình là Kim Vô Đạo thì nhất định sẽ không bỏ lỡ cơ hội này, Đinh Dũng thầm nghĩ rồi lại gọi vào số Kim Vô Đạo nhưng Kim Vô Đạo không nghe máy. Nghĩ một hồi. Anh quyết định tham gia vây bắt nhưng trước khi tham gia hoạt động đó, anh nhất định phải tìm hiểu kỹ về luật của nó. Thế là Đinh Dũng rời khỏi quán ăn, đi thẳng tới nhà họ Phùng. Nhà họ Phùng là gia tộc đứng chót trong 10 gia tộc hạng nhất ở đây. Đinh Dũng chỉ cần hỏi thăm đơn giản là đã có thể tìm ra được nhà họ Phùng. Phủ đệ của nhà họ Phùng có diện tích không quá rộng, mang phong cách cổ xưa, trên cánh cửa chính còn có hai chữ rồng bay phượng múa, Phùng Phủ. Trên đường tới đây, Đinh Dũng cũng phát hiện ra một số hiện tượng kỳ quái. Mặc dù xung quanh nhà cao tầng đầy rẫy, theo như anh nghe ngóng thì nhà họ Phùng có không ít sản nghiệp nhưng phủ đệ lại mang hơi hướng cổ xưa của hàng trăm năm trước, không hề có dấu hiệu cải tạo. Tới cửa nhà họ Phùng, Đinh Dũng hít vào một hơi thật sâu, rút tấm lệnh bài từ trong túi ra rồi đi vào trong phủ. Còn hai ngày nữa là diễn ra đại hội săn bắt, nghe nói nhà họ Phùng chúng ta lần này có 6 người tham gia. Cũng không biết là ông cụ cho ai tham gia đây, vừa vào đến cửa liền có hai thanh niên mặc đồ lông vũ đi tới tiếp đón. Quan tâm ai đi làm gì, dù sao thì tôi cũng không đi. Hai năm nay người của nhà họ Phùng đi cũng chẳng có thành quả gì, tất cả đều bị người ta chèn ép cho không ngẩng mặt lên được, tôi không muốn mất mặt đâu, một cậu thanh niên khác mặt mày rõ vẻ khó chịu lên tiếng. Sau khi thấy sự xuất hiện của Đinh Dũng thì thay đổi thái độ. Cậu thanh niên trước đó cũng thấy Đinh Dũng nên cứng đơ mặt, nạt đứng lại, anh là ai mà dám xông vào nhà họ Phùng, muốn chết phải không hả? Tôi tới tìm người, Đinh Dũng cau mày, đưa tấm lệnh bài trong tay ra, nói, một ông già đưa cho tôi tấm lệnh bài này bảo tôi đến tìm ông ấy. Cái gì, đây là lệnh bài thân phận, thấy tấm lệnh bài, cả hai người mặt mày tái mét. Có điều bọn họ rất nhanh chóng đã ổn định lại tâm lý, một người trong đó nhìn Đinh Dũng một lượt. Hắng giọng nói, anh nhặt được lệnh bài ở đâu? Mau nói cho thật, nếu không đừng trách tôi vô tình. Đúng vậy, một tên nhà quê như anh thì lấy đâu ra lệnh bài của nhà họ Phùng chúng tôi mà đòi gặp gia chủ nhà họ Phùng, người còn lại chêm lời, gia chủ nhà chúng tôi mà anh thích gặp là gặp được sao?
Anh là cái thá gì? Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 16.